tụi mày á, có đứa nào đã nhìn thẳng vô mắt thằng Tống trên 10 giây chưa? Em chưa. Bản thân Tống Trần cũng là người có năng lực siêu nhiên. Chỉ cần nó nhìn vào mắt người khác trên 10 giây là người đó sẽ hoàn toàn bị nó thôi miên. Cái gì? Lợi hại đến như vậy luôn hả anh? Vậy sao lần trước các anh bắt được? Hắn muốn thôi miên người ta ngủ để bắt cóc, nhưng mà bị cận thị nặng nên nhìn nhầm vô tấm gương rồi lăn ra ngủ luôn. Tới nhà rồi. Hai bác, con đem con ăn về rồi đây ạ. Trả lời câu hỏi mật khẩu, vì sao IQ của An thấp? Lúc nhặt nó ở bãi rác lỡ tay đánh rơi. Mật khẩu chính xác. Hôm nay ba mẹ có một sự thật muốn tiết lộ với con. Con là con nuôi đúng không? Ba mẹ nhặt con từ bãi rác đúng không? Sao ba mẹ có thể giấu giếm con như vậy? Con là con ruột, ba mẹ sẽ để lại cho con một món nợ cực lớn. Con là con nuôi cũng được, không sao, ba mẹ đừng giấu con mà. Đang mượn cho con làm con nuôi nữa đây. Hơn 100 năm trước, chủ gia tộc mình đã thỏa thuận với triều đình rằng nếu họ bảo vệ bí mật của gia tộc thì chúng ta sẽ gửi người mạnh nhất trong gia tộc đến làm việc cho họ. Chủ gia tộc đời thứ ba. Thần là nữ nhi, làm sao dám bàn đến chuyện nước nhà. Thôi thì để đời sau tính tiếp. Chủ gia tộc đời thứ 9. Cán bộ đến tìm ông tôi à? Ông vừa nghẹn bánh quy qua đời rồi, thôi để đời sau vậy. Chủ gia tộc đời thứ 12. Ấy già nợ quá nhiều rồi, tôi thì cũng đã già, để con gái tôi trả nợ thay vậy. Nhưng trước khi con sử dụng năng lực thuần thục, bà phải hỗ trợ chính phủ khống chế một số tù nhân nguy hiểm, và Tống Trần là một trong số đó. Tôi nguyền rủa anh cứ đến giờ phút quyết định là làm hỏng mọi chuyện. Tao nguyền rủa mày cận nặng như mù. Tao nguyền rủa mày yêu phải người hôi nách. Tao nguyền rủa mày có đồng đội cực kỳ. Tao nguyền rủa mày cứ mỗi lần vô tù là củ quý ngắn đi 1 cm. Tên Tống Trần rất thông minh. Hắn đã đặt hàng một bộ dụng cụ vượt ngục nhưng không dùng, mà cho bạn cùng phòng dùng rồi nhân cơ hội thoát ra. Chúng tôi vẫn chưa truy được chủ shop đó là ai, nhưng không ngờ trên bộ dụng cụ đó đã gắn sẵn chip theo dõi phạm nhân. Chủ shop đã bán lại thông tin vị trí đó cho cảnh sát. Nhờ vậy chúng tôi mới lần ra hành tung của hắn. Giờ con sẽ thay ba trả nợ cho gia tộc mình. Trịnh Anh sẽ là người hướng dẫn của con. Khoan đã, nghĩa là con sẽ trở thành người làm việc trong bóng tối cho chính phủ hả? Đúng vậy, chú cũng đã chọn sẵn mật danh cho đội rồi. Mật danh của chú là Atula. Ôi chưa cha ngầu vãi. Vậy mật danh của em là gì? Mật danh của mày là Achucha. Trời đất ơi, em không chịu đâu. Uống nước đi mấy đứa. Dạ con cảm ơn bác. Con nhỏ đó lần trước đã nói thích con ăn nhà mình. Con gái à, tên của con là gì vậy? Dạ con họ con, tên dâu. Bác cứ gọi con là con dâu cũng được bác. Nhìn bác làm con nhớ tới mấy minh tinh Hàn Quốc á. Da bác đẹp và sáng quá. Cảm ơn con. Chắc bác cũng siêng tập thể dục lắm đúng không bác? Nhìn mặt bác hồng hào với khỏe mạnh quá trời. Đúng rồi, thằng bé này được quá, nó có thể là rể nhà mình. Vậy chắc nội tạng của bác bán được giá lắm ha. Thôi thà có con dâu cũng được. Ê khoan đã, chờ chút, có ai gọi cho em nè? Hai An, vừa rồi anh bắt nhầm người. Thật đáng tiếc quá, xin lỗi em nha. Tống Trần, anh đã làm gì thằng Minh rồi hả? Thằng Minh ở đâu chạy bên kia hả? Mày thấy chưa Minh, sống trong đời sống ai cũng cần một cái bảo hiểm nhân thọ hết á. Cho tôi 15 phút không đa cấp được ông Hoàng. Ê trực tự, anh gọi điện vì Minh có vài lời muốn nói với em thôi. An hả? Nghe tôi nói nè, chuyện này rất là quan trọng. Nghe, tôi đang nghe ông nói nè. Ông cứ việc bình tĩnh, tôi sẽ tới cứu ông liền. Tôi mới xin nghỉ học có ngày thôi à, tại không biết bị bắt cóc. Bà xin nghỉ dài hạn giùm tôi được không? Thôi nha, tụi anh còn có nhiều việc phải làm với nhau đây. Ở đây nè, tôi không biết anh định làm gì, nhưng anh dám động vào thằng Minh thì anh sẽ phải trả giá đó. Hay đó, nói xem chú sẽ làm gì anh nè. Tôi sẽ tống anh vào tù, rồi lại cứu anh ra, rồi lại tống anh vô tù cho đến khi nào thằng nhỏ của anh biến mất thì thôi. Nói chuyện với nó đi, tao không muốn mất. Lại gì nữa đây?
Alo, Minh hả? Tao Hoàng nè. Nghe giọng là biết rồi. Nè, đừng có nhìn vào mắt hắn quá 10 giây. Hắn có khả năng thôi miên người khác đó. Tôi mới thắng trò nhìn không chớp mắt với hắn xong. Ôi, hình như thằng Minh bị thôi miên rồi. Cái gì? Tống Trần, rốt cuộc anh muốn làm gì? Có gì đâu. Anh chỉ nhẹ nhàng ám thị Minh là nếu trong vòng 2 tiếng nữa mà em không tự mình đến thế chỗ nó thì Minh sẽ nhảy từ tầng 10 của tòa nhà xuống đất. Ý anh là sao? Nhảy breakdance hay là nhảy freestyle? Ê Hoàng, tiện đây nói cái này luôn nè. Trước đây tôi từng thích ông lắm đó. Không phải kiểu thích bạn bè đâu. Nhưng mà anh Tống đã nói với tôi là từ bỏ đi. Nên từ giờ tôi sẽ không thích ông nữa. Tôi hết thích ông rồi. Sao tự nhiên thấy thốn? Nhiệm vụ của chúng ta cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Không còn lý do gì để ở lại nữa. Con gái à, cố lên. Sau này ba mẹ sẽ không thể ở bên cạnh con được nữa. Hả? Ba mẹ nói vậy nghĩa là sao? Đừng bỏ con một mình mà. Ai người định đi đâu hả? Đi du lịch chứ đi đâu con. Có con đây trả nợ giùm rồi bà. Hai người sẵn sàng hành lý tôi hồi nào vậy hả? Đây là một phần 50 tiền tiết kiệm của ba mẹ. Ở nhà nhớ nuôi heo cho khỏe. Đừng bỏ đói nó nha. Dạ con nhớ rồi. Con sẽ chăm bỏ tiền vô heo. Mẹ không có nói chuyện với con. Dạ con đã nhớ rồi ạ. Đội trưởng à, em đã liên lạc với người nhà của hai em học sinh này để thông báo tình hình và đưa họ vào diện bảo vệ nhân chứng rồi ạ. Tốt lắm. Nhưng riêng phụ huynh của em nữ sinh kia là không liên lạc được. Em gọi còn không được. Mẹ em đi làm có nhớ gì tới em đâu. Khi nào tìm được mẹ em, sẵn cho em gửi lời nhắn cho bà ấy là mẹ đừng về, phòng của mẹ con cho người khác mướn rồi. Mà tôi cũng không thể tìm ra bất cứ thông tin nào về ba của em cả. Ba của em á hả? Ba em đi làm ngày đầu tiên rồi không thấy quay trở về nữa. Người thân mất tích mà không thấy báo công an. Ba em làm nghề gì? Đánh bom liều chết. Nhưng em đã tìm được chị của em nam sinh đằng kia. Chuyện gì nữa đây Hoàng? Từ từ em nói chị nghe. Ngay bây giờ chị có thể tìm hộ em một đội lính đánh thuê được không? Lính đánh thuê hả? Được chứ. Chị biết giám đốc một công ty đánh thuê giỏi lắm. Alo, tôi Quỳnh đây. Cho tôi gặp giám đốc công ty, có việc cần gấp lắm. Alo, giám đốc đây, có việc gì? Đây là nhiệm vụ mật. Người ngoài xin đừng xen vào, cảnh gây rắc rối không cần thiết. Kệ anh ta đi chị. Không, cứ để chị nói chuyện phải trái với anh ta. Anh à, anh ơi. Tôi không tiếp những người chỉ biết nói chuyện bằng tiền bạc. Tôi đâu phải loại người đó đâu. Anh toàn là nghi tốt cho người xấu không hà. Ý lộn, nghi xấu cho người tốt. Trời ơi, đừng có nói qua nói lại nữa. Bây giờ quan trọng là phải đi cứu thằng Minh kia kìa. Bây giờ chúng ta phân thành hai đội. Đội 1 gồm tôi và Achucha sẽ đến chỗ hẹn như đã nói. Đội 2 mau chóng xác định vị trí của Tống Trần, lập tức cứu Minh về. Đội trưởng, chủ shop kia nói muốn có vị trí của Tống Trần thì phải trả thêm tiền. Hết kinh phí rồi. Gọi cho bộ phận chống tội phạm công nghệ tìm chủ shop về đây. Dạ rõ. Ê, đừng có dùng bạo lực không tốt đâu. Em có tiền nè, muốn mượn không? Bây giờ lại đây, bọn chú sẽ cử người tới bảo vệ. Không, tôi muốn đi cùng với con An à. Thôi, bà ở nhà đi Vi. Đi theo nguy hiểm lắm. Chừng nào xong việc, tôi sẽ đưa bà về nhà. Bà đi thì nhớ. Biết rồi, tôi sẽ cẩn thận mà. Không, tôi kêu bà đi nhớ mua cho tôi hộp cơm sườn chả trứng nước mắm không cay. Thèm quá. Không cay nha. Khoan đã, tôi đi với anh. Anh tên gì? Cứ gọi cậu ta là Nam vô danh đi. Tôi cũng làm trong ngành này, không cần phải dùng nickname sặc mùi tiểu thuyết với tôi đâu. Không phải, tôi họ Nam, tên vô danh. Tôi chưa nói là đồng ý cho cô đi chung xe cơ mà. Mời xuống xe. Tôi không xuống, giờ anh cũng không thể bắt tôi xuống được. Cô dựa vô cái gì mà dám nói như vậy? Dựa vào việc đây là xe của tôi. Phiền phức thiệt. Nếu năng lực của mày được như gia chủ đời đầu thì ngon rồi. Bộ năng lực gia chủ đời đầu mạnh lắm hả? Theo tư liệu, gia chủ đời đầu mạnh đến nỗi có thể tung ra lời nguyền chỉ bằng suy nghĩ và khẩu hình thôi. Tiếc là cô ta mất sớm nên cách mở năng lực đã thất truyền. Khoan đã, người mạnh như vậy tại sao lại mất sớm? Theo tư liệu, một ngày nọ cô ta chợt buột miệng, chán muốn chết. Thế là chết luôn. Chết gì mà lãng nhách vậy trời. Nghe lén được một chuyện thú vị nha. Năng lực ghê gớm thiệt. Có một thuộc hạ như vậy thì chẳng ngán ai nữa. Ê Minh,
có cách nào giúp con An bộc phát năng lực đó không? Chọc nó giận lên chẳng hạn. Anh thích chọc người khác giận quá ha. Anh quên mất cái lời nguyện của anh rồi hả? Xe mày bấm chuông đó. Tôi đến vô phần cơm tắm cây. Ở đây đâu có ai gọi cơm tắm đâu. Là tôi gọi đó. Trời, não lợn nó giờ chắc đói chết luôn. À, chết tiệt, tụi nó đem theo súng. Súng hả? Cái đó ngoài đơn hàng, không lấy đâu. Chào cô em lớp trưởng. Bọn anh giao cơm tắm tiện thể là có việc quan trọng lắm, muốn nhờ cô em đi cùng. Sao vậy? Hoảng sợ quá không nói được lời nào nữa hả? Đã nói là cơm tắm nước mắm không cay mà. Tôi đọc tới 3 lần mà không nhớ hả? Bực bội à. Đội tìm kiếm Tống Trần đây. Tôi là chị của Hoàng. Danh đâu? Sao cô có số của tôi? Mà thôi cô báo cáo đi. Tống Trần đã bỏ lại chip theo dõi và trốn mất rồi. Khốn kiếp à! Giọng thằng Hoàng. Nó phát điên vì không tìm thấy thằng Minh hả? Tống không những mang thằng Minh theo mà hắn còn ray một sao cho shop online của Hoàng. Vậy hắn có thể đi đâu chứ? Ý, điện thoại reo. Ai vậy ta? Hello An. Nhà em đẹp quá ta. Bọn anh thay đổi dao kèo một chút nha. Quay xe lại nhà em đi. Tại sao anh lại ở trong nhà tôi? Vi đâu rồi? Ông Quỳnh, đây, nói chuyện với bạn em đi. Ê, An ơi, tôi nghĩ tôi sắp bị thủ tiêu rồi. Hay là mình tranh thủ cưới nhau đi, được không? Quay xe lại đi anh. Tống Trần đang ở nhà của em. Và hắn bắt con Vi rồi. Hắn không nói rõ sẽ làm gì. Nhưng mà hắn có đem theo cả thằng Minh. Và đã hạ hết số lính của anh để lại rồi. Tức thiệt, sao lại thành thế này? Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Sai ở trong kỳ thủ cầu bay hả anh? Mà anh tìm anh sai để làm gì? Mày đứng đi! Hả? An, mày đứng sau lưng chú đi! Mật khẩu, hãy giải phương trình sau với điều kiện x thuộc r. Căn bậc 2 của 4x là phương cộng 5x trừ 1 trừ cho 2 căn bậc 2 của x bình phương trừ x trừ 1 bằng 9x cộng 3. Mật khẩu này đã được thay đổi 10 phút trước. Đứa nào đổi mật khẩu? Điên hả? Như vậy thì làm sao? Mật khẩu chính xác. Ồ, nhanh dọ. Cố tình làm khó mà vẫn vào được hả? Thả Vi ra mau. Chúng tôi đã bao vây khu vực này hết rồi. Anh chạy không thoát đâu. Tống Trần, tôi chỉ nói một lần duy nhất. Anh cố mà nghe cho rõ đi. Thuốc bột của quý dành cho phái mạnh xuất xứ Hàn Quốc đã được kiểm chứng bởi Hội đồng Y tế Thế giới. Chỉ 3 triệu đồng một liệu trình. Reorder ngay để được giảm giá 10% số điện thoại đặt hàng. Ông có tin là tôi cào mặt ông sập vô không Hoàng? Nè anh Tống. Tôi bực anh rồi đó nha. Quay xuống. Cái gì? Ra lệnh không nguyền rủa bằng lời nói. Hết bắt thằng Minh giờ xong vô nhà tôi bắt con Vi. Tự tung tự tác vừa phải thôi chứ. Ý có tài thôi miên nên muốn làm gì làm hả? Xem ra quyền anh bị cận là còn nhẹ tay với anh đó nha. Nhẹ hả? À, mắt tôi. Tôi chừa lại một mắt cho anh đó. Giải trừ thôi miên cho mình, mau lên. Anh ta không làm được đâu. Vì anh không phải là anh Tống, chỉ là thủ hạ mang mặt nạ thôi. Anh ta đã đề phòng trường hợp bà dẫn điên lên cho nên anh ta không có tới đây. Rồi tôi sẽ tìm cách giải trừ thôi miên cho ông. Trong lúc đó, ông tránh xa khỏi mấy tòa nhà 10 tầng trở lên đi. Nhà bà ở tầng 10 nè, quên hả? Tạm biệt. Ê Minh! Hả? Là Tống Trần thật? Sao hắn vào được đây? Khoan đã Hoàng, đừng nóng nảy thế. Đi mau lên anh Tống. Sợ gì? Anh dám cược thằng nhóc đó không biết dùng súng phóng lựu. Em không lo thằng Hoàng mà con An kìa. Tôi nguyền rủa anh, thể cầm lái là sẽ tắt máy. Cô An nó mạnh dữ vậy mày. Anh đưa đây em lái cho. Nếu như em nhớ không nhầm thì nó chỉ mạnh như vậy được một lúc thôi. Hả? Con An ngất xỉu rồi. Mơ mang bịch nước mắm cay ra đây tạt cho nó tỉnh đi. Muốn em đừng làm y tá nha Vi. Ta đã đánh nó ngất xỉu đó, cứ để vậy một thời gian đi. Ra là ngươi hả? Thần xui xẻo. Ủa, lại còn mặc đồ mới nữa. Chuyện này là sao? Tại sao con An lại đột nhiên mạnh tới như vậy?
Chuyện này bắt đầu từ khi con An còn nhỏ. Nhỏ quá rồi đó. Không ngờ An bộc lộ năng lực sớm vậy. Cứ vậy bên quân đội sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Đã có đời chủ gia tộc phải tự triệt năng lực vì không muốn vào quân đội. Nếu An mạnh quá, họ sẽ làm nó ngốc đi để dễ quản lý. Họ sẽ không động được vào con bé đâu. Vì An nhà mình ngu bẩm sinh, không cần can thiệp. Cứ cho nó đi học bình thường, đằng nào 17 tuổi nó cũng vào quân đội mà. Nhưng nó vừa nguyền rủa một thằng bé cùng lớp đó. Thì mới có đứa thôi, lo gì. An ơi, đi vệ sinh chung với tôi ha. Thôi, tôi không có mắt. Bạn bè đi vệ sinh chung với nhau có gì đâu. Bạn bè gì đi vệ sinh cũng bắt đi chung. Tôi muốn nguyền rủa bà thành bạn keo sơn gắn bó với cái bồn cầu ghê luôn á. Nói gì thấy ghê quá đi à. Giờ tôi đếm tới ba rồi thả cho nó bể ra nha. Đi vệ sinh cái kiểu gì mà dính vô bồn cầu hay quá vậy con. Cứu con với. Mấy đứa con đang chơi gì vui thế? À cô Phượng, tụi em đang diễn kịch đó cô. Em là phù thủy nên em nguyền rủa cô số hồng nhan bạc mệnh nè. Wow, cô Phượng dạo này đẹp hẳn ra ha. Dạ, cảm ơn chị. Cô dưỡng da đâu thế? Da cô sáng và đẹp quá à. Trông lột xác hẳn. Tức giận vì bị đánh ghen nhầm, giáo viên trường mẫu giáo XX cặp kè thật với chồng người đánh ghen. Hai người phụ nữ hẹn nhau ở phố đi bộ để đánh ghen lại cho đúng, dẫn đến xô xát trên diện rộng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục làm việc để điều tra. Kỳ này điểm tôi thấp quá. Chắc bà tôi đánh tôi chết quá bà ơi. Làm gì tới mức đó mà bà lo? Bà tôi dữ lắm mà không có biết đâu. Bà mà gặp ba tôi là bà sợ à. Nếu mà tôi gặp ba của bà, tôi sẽ nguyền rủa ba của bà tối nay bị ngất xỉu đột ngột để khỏi mắng bà luôn. Ê, tối hôm qua bà có bị mắng không? Không, tôi đang định kể bà nghe nè. Tối qua chú tôi tự dưng ngất xỉu, cả nhà đưa chú đi bệnh viện không ai la tôi hết. Một tuần nguyền rủa ba người. Học thì ngu mà nguyền thì nhanh. Phải chuyển trường cho nó thôi. Ừ, anh xin chuyển rồi. Tuần sau nó sẽ vào trường tiểu học y y học. Ê, làm sao mà anh xin được hay vậy? Trường y y là trường giỏi mà. Thì hiệu trưởng trường đó là đàn em của anh. Anh mời nó bữa cơm, ngồi ôm lại chút chuyện cũ thôi. Rồi nguyền nhẹ nó. Nếu không cho con An vô học thì nó từ hiệu trưởng xuống thành bảo vệ luôn. Mẹ ơi, sao con phải chuyển trường vậy mẹ? Mẹ sẽ không nói cho con nghe sự thật là tại vì con quá ngốc đâu. Giờ nếu con không muốn bị chuyển trường thì con hãy nghe đây. Mẹ em dặn kỹ lưỡng quá ha. Có vẻ mẹ đang rất lo cho em đó. Không có đâu. Mẹ em chỉ dặn đừng có nói mấy câu kiểu em nguyền rủa cô lông nách dài tới gót chân không cắt được chạy thôi à. Vì một số lý do, cô Thu đã nghỉ dậy và vào gánh xiếc làm. Còn đây là bạn An, các em đừng bắt tay. À, lộn, bắt nạt bạn nhé. Xin chào. Bạn tên Minh có đúng không? Mình tên An á. Tụi mình sẽ ngồi kế nhau đó, làm bạn nha. Ủa xin lỗi nha, không biết sao tự nhiên mình đi rửa tay nữa. Chắc lúc nãy đi vệ sinh mà quên rửa tay có đúng không? Không Minh, xin lỗi vì đã điều khiển cậu. Nhưng tôi phải bảo vệ cậu khỏi con bé đó. Nhìn nó tỏa ám khí kinh khủng chưa kìa. Ai chơi với nó chắc chắn sẽ bị xui xẻo thúi hẹo. Cuộc đời tuột dốc không phải cho mà coi. Yeah. Phải cẩn thận mới được. Lỡ bị tầm hồn mệnh của nó đụng phải mình thì mình sẽ bị nhiễm đen đi mất. Mà tầm hồn mệnh của nó ở đâu ta? Minh, Minh, cho tôi coi bài với. Thầy nói cho bạn xem bài là xấu lắm. Đúng rồi đó cậu Minh, đừng học thói xấu của nó. Nên mình cùng xem sách giải đi. Cậu Minh. À, leo leo, con gái mà chơi banh con trai mèo xèo. Ê, tụi mình đi đánh thằng mập đó cho bỏ ghét đi Minh. Thầy nói hai mà đánh một là hèn lắm. Đúng rồi, không nên đánh nhau đâu cậu Minh à. Tôi giữ nó rồi nè, một mình bà đánh nó đi. Giờ thì một đánh một nè. Con bé này tuy ngốc nhưng mình vẫn cảm thấy trong người của nó có một nguồn năng lượng nào đó đang ẩn giấu. Ê, bà bị sao vậy? Sao bà run dữ vậy? À, không lẽ năng lượng đó bộc phát rồi sao? Tự nhiên tôi bị đau bụng quá. Chắc là tôi bị tiêu chảy rồi. Sáng nay tranh ăn với con chó ăn sớm á.
Này thì lao rồi. Mày hãy cho chừa rồi. Mày cho mày là nhà mày trả tiền chuột đó nha. Ê, đánh vừa vừa thôi. Ê, mấy người kia, sao dám đánh con nít hả? Ủa, An, bà làm cái gì? Hãy xem tuyệt chiêu, mở lòng cho chim về tổ của ta đây. Tính bắt cóc một đứa giờ thành ba đứa rồi. Sợ gì? Ba đứa thì tiền chuột gấp ba thôi. Đừng lo, nhà mình sẽ trả tiền chuột chuột tụi mình về. Ba mẹ bạn làm gì có tiền mà lo cho cả ba chứ? Chị mình có, chị mình giàu lắm, đâu nào cũng trúng số độc đắc hết á. Bạn khỏi lừa mình, làm gì có ai may mắn như vậy. Mà bạn tên gì? Mình tên là Lê Thanh Hoàng. Kêu làm gì kêu lắm vậy? Muốn gì? Bạn đã nói là bọn bắt cóc khốn kiếp, xấu xa, ngu dốt. Thả bọn tôi ra đi, đồ IQ hai chữ số. Trời, bạn nghe hiểu được luôn hay vậy? Bạn ấy nói gì mà không hiểu gì luôn. Tôi cũng đâu hiểu đâu, nói đại thôi à. Nó bị đánh chứ tôi đâu có bị đánh đâu. Nè, tao thấy thấy bóng xe cảnh sát đó. Hả? Ở vậy hả? Mấy thằng mập, đi tụi tao. Mày điên hả? Sao lại đâm nó? Tao đâu có ý đâu. Sao bạn lại đỡ giùm mình? Tụi mình thậm chí còn không có thân mà. Tôi đỡ giùm ông hồi nào? Tôi bị hại, bị hại đó. Ôi trời ơi, không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Ê, sao lại gỡ trói cho nó? Mày bị cái gì á? Sao mày đâm tao? Tao cũng không biết nữa. Cậu mình hãy cố lên, rồi cậu sẽ an toàn thôi. Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu. Bé Hoàng của chị sao lại thành ra thế này cơ chứ? Tôi nguyền rủa các người sẽ bị bão tố nổi là nhấn chìm. Tôi nguyền rủa tất cả những ai làm Minh bị thương sẽ chết bất đắc kỳ tử. Công nhận thông minh ghê. Sao tự mình hại mình vậy trời? Khoan đã, vậy là con ăn đã chết rồi hả? Vậy con ăn mà chúng ta biết là ai? Ê Vi, tôi không mua bùa hay dịch vụ cắt dông hay là cầu an cầu siêu gì của ông đâu nha. Không phải, chị của tôi gửi bà chìa khóa xe đựng tiền phúng viếng con an nè. Bình tĩnh nào, để mở cẩm nang thần hộ mệnh ra xem coi có cứu được hay không. Bà bình tĩnh quá rồi đó bà nội. Để coi, đầu tiên cắm 3 đến 4 con dao lên người của thần chủ bạn. Thôi, cắm hẳn 5 con luôn cho nhanh. Rồi sang trang cho chắc chắn là thân chủ. Cái gì đây? Sao lại kẹp trong này? Lưu ý khi tiếp nhận thân chủ Trần Nguyễn Chi An. Điều 1, Trần Nguyễn Chi An có trí thông minh cực cao. Điều 2, Trần Nguyễn Chi An có thể lực hơn người, có năng lực nguyền rủa cực mạnh như gia chủ đời đầu. Điều 3, để phòng ngừa trường hợp quá mạnh đến nỗi tự hại bản thân như gia chủ đời đầu, gia tộc đã quyết định phong ấn huyết mạch. Bất cứ ai có khả năng cân bằng gia chủ đời đầu sẽ bị phong ấn 6 phần công lực, 2 phần 3 trí tuệ. Phát hiện mới, còn An có não. Nhưng mà nó chết ngắt rồi, có não cũng đâu có dùng được. Phải tìm ai đó giải lời nguyện cho nó đã. Chị ơi, chị tới giao tiền chuột nè, sao không có ai hết? Chị tới một mình hả? Sao chị đi trong bão tố được? Chị cột vàng thổi vào chân để trụ vững trước sức gió nè. Ủa, mà sao ở đây nhiều xác chết quá vậy? Có xác mấy nam kia chết không nhắm mắt luôn kìa. Bạn ấy chưa chết mà chị. Chị cởi trói cho em đi. Bạn này vì cứu em mà bị dao đâm. Chị cứu bạn ấy đi chị. Yên tâm, chị biết phải làm gì trong tình huống này. Chị sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho họ. Chị ơi, không phải vậy. Ủa mà sao đi đưa tiền chuột lại mang thêm nhiều tiền âm phủ quá vậy? Ủa, tiền thật mà em. Em ơi, anh nghe đài thấy bảo chỗ trường công an bị bão ghê lắm. Mà cô Liên á, cô nói tới đón thì không thấy nó đâu hết trơn. Em biết rồi, em đang chuẩn bị đi sang đó đây. Em linh cảm có điều không lành. Nhưng mà trong cái rủi có cái hên anh ơi. Ủa, hên gì em? Em vừa mua bảo hiểm cho con An hôm qua xong. Sao rồi em? Cơn bão tự phát, không phải hiện tượng tự nhiên, chắc là do lời nguyền rồi. Em sẽ thử giải lời nguyền xem sao. Cơn bão này to quá, nếu như không giải lời nguyền ngay thì cả khu phố này có khi bị san bằng mất. Uống cà phê trước đã, nước chưa tới chân chẳng việc gì phải nhảy.
Sao chị có linh cảm là sắp có người tới cứu mình? Thật hả chị? Mình ơi, chị mình đoán nó có chuyện hơn, hay lắm đó, lúc nào cũng đúng. Cậu ráng lên, sắp thoát rồi. Nó có vẻ thích cậu bạn mới này. Thằng nhỏ đó như tiền ta. Khoan đã, trong tài liệu không có nhắc đến chuyện này. Con An là thiên tài á. Không những là thiên tài mà còn có siêu năng lực rất mạnh nữa. Bản chất của nó khác xa những gì các người đã từng biết. Ê Vi, im đi Hoàng, tâm trí của tôi đang rối lắm. Tôi chưa nghĩ ra được tên nào hay cho con của tụi tôi hết. Bà mù quá như vậy là do bẩm sinh hay nhờ luyện tập vậy? Không thương tích, không dấu vết nhiễm độc, không triệu chứng. Thằng bé mình còn bảo nghe loáng thoáng nó nguyền nguyền gì đó nữa. Nó tự nguyền chết nó, không thể tin được. Anh cũng không ngờ nó ngu như vậy em ơi. Chuyện đã đến nước này, phải dùng đến biện pháp hồi sinh của gia tộc anh thôi. Hay là có thể chờ em đòi tiền bảo hiểm xong rồi hồi sinh nó không? Chờ tới đó chôn nó luôn cho rồi. Ủa, mà thuốc hồi sinh nhà anh dùng như thế nào? Đó không phải là thuốc. Sau cái chết của chủ gia tộc đời đầu, một lời tiên tri đã xuất hiện khiến mọi người vô cùng lo lắng. Một đứa trẻ có sức mạnh lớn hơn cả cố chủ gia tộc sẽ xuất hiện. Chúng ta phải cử ra người mạnh nhất gia tộc để bảo vệ và theo sát đứa bé đó mới được. Đứa bé đó là người mạnh nhất rồi còn gì. Chúng ta phải tìm một lời chúc phúc. Đúng vậy, một lời ban phước đủ mạnh để giúp đứa bé thoát khỏi số phận bi đát này. Có việc gì mà gọi ta về gấp vậy? Ngài về đúng lúc lắm. Ngài có biết ai có thể tạo ra một lời ban phước đủ mạnh không? Biết, có người thuê chúng ta giết hắn mà. Vậy ngài đã giết chưa? Dĩ nhiên là rồi, ra ngoài mấy tháng là để giết hắn mà. Sao thế? Cuối cùng họ đã tìm ra cách. Đó là dùng một vật trung gian đem lại may mắn cho khổ chủ, qua đó giúp đứa bé ấy thoát khỏi kiếp nạn. Vật được chọn làm trung gian chính là thanh ngọc Phúc Long, một miếng ngọc có thần lực. Gia chủ các đời đã dùng miếng ngọc ấy hút đi may mắn của tất cả những người may mắn nhất để làm bùa hộ mạng cho con cháu mình. Wow, hóa ra đó là lý do mấy người may mắn không có gia tộc á hả? Cứ như bị thảm sát. Ừ, nên nếu con An gặp phải đứa may mắn nào biết chuyện này á thì coi như nó xui lắm rồi. Gấp đôi xui xẻo để làm gì? Vậy miếng ngọc đó giờ đâu rồi? Sau khi cứu con An, ba mẹ của nó đã bắt nó mang miếng ngọc theo bên mình mọi nơi mọi lúc. Đeo vô cổ phiền quá à mẹ, nên con nuốt luôn rồi. Nuốt miếng ngọc hả? Mày vừa nói là mày nuốt nguyên miếng ngọc trị giá cả một gia tài vô bụng hả? Mẹ kỳ quá, con đâu có ngốc tới nỗi nuốt đọng nguyên một cái miếng ngọc. Con bẻ nó ra rồi mới nuốt chứ bộ. Để nguyên miếng hóc cỡn sao? Đi vô bếp lấy con dao ra đây. Nó thật sự nuốt miếng ngọc. Khẩu vị của bà tệ thiệt á Vi. Ít nhất tôi không đánh mất khẩu vị của mình như ông đánh mất thằng Minh. Ngon lên đi. Lên. Lên. Còn phong ứng. Chắc là bây giờ chúng ta phải đứng như con An. Ủa, sao mà tới thua vậy nè? Mọi người đâu mất hết rồi? Ai dám cắt điện nhà tôi vậy? Tôi thả con Vi ra là chết liền luôn á. Đáng thương thay, đứa trẻ thiên tài nhưng xui xẻo. Cô là người sửa điện hả? Ta là chủ gia tộc đời đầu. Wow, sửa điện mà cũng có cả gia tộc, ngầu ghê. Ta là chủ gia tộc đời đầu của ngươi đấy. À, cô là cái người chán muốn chết nên chết thì chán như vậy. Ủa mà đây là đâu vậy? Đây là nơi nối giữa dương gian và âm phủ. Chuyện đó đâu có quan trọng. Quan trọng là bây giờ phải đi xin bát wifi trước nè. Thiệt là không muốn nhận họ hàng với nó luôn. Ngốc quá, mệt mỏi, từ chối hiểu. Thôi, ô cũng là do lỗi của ta. Chỉ vì mạnh gần bằng ta mà ngươi ra nông nỗi này. Ờ, thôi âu cũng là do lỗi của ta, chỉ vì mạnh gần bằng ta mà ngươi ra nông nỗi này. Trời đất ơi, bát gì mà dài dữ vậy bà nội? Ê, không có vô được. Ngươi không nhớ chỗ này sao? Ngươi đã từng tới đây rồi mà. Tôi khẳng định, chắc chắn mình chưa bao giờ tới đây. Tại sao ngươi lại chắc chắn tới như vậy? Thì tại vì wifi không tự động kết nối đó. 7 năm trước.
nè, chạy ra khỏi đây, ngươi sẽ rơi vào âm phủ đấy. Hả? Mau đứng lại, nó sẽ không làm hại ngươi đâu, đừng sợ. Con đâu có sợ cô đâu. Thế thì vì sao ngươi phải chạy? Tại vì con bị đau bụng mắc ỉa. Ủa vậy hả? Chưa từng có hậu bối nào làm ta thất vọng như ngươi. Cái gì cũng không nhớ. Gì chứ, từ nãy tới giờ tôi chưa hề nói là mình không có nhớ rồi nha. À, vậy hóa ra là ngươi có nhớ. Bây giờ tôi mới nói là tôi không nhớ nè. Thôi, không tốn thời gian nói nhảm nữa. Ngươi có biết vì sao ngươi thông minh đột xuất không? Ủa, tôi lúc nào cũng thông minh mà. Hồi làm test IQ á, tôi làm 3 bài, mỗi bài 40 điểm. Tổng cộng IQ tôi tới 120 lận á. Cô ơi, cô có sao không vậy? Không sao, đừng đến gần. Trước đây ta khá lo lắng khi ngươi bị hạ trí thông minh, nhưng giờ ta thấy ngươi rất lợi hại. Wow, nghĩa là cô đang khen tôi đúng không? Đúng vậy. Ngươi có thể hạ trí thông minh của người khác xuống bằng ngươi và đánh bại họ bằng kinh nghiệm. Nói ngắn gọn hơn là để đề phòng ngươi quá mạnh, gia tộc đã phong ấn cả năng lực lẫn trí lực của ngươi để ngươi sống thọ hơn ta một chút. Nhưng vẫn có một cách phá vỡ được phong ấn đó, khiến ngươi phục hồi toàn bộ trí lực và năng lực của ngươi. Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản ngươi làm chuyện ngươi muốn nữa. Thật sao? Cách đó là gì? Cách đó chính là... Đó là cái gì? Đó là đồng hồ báo thức Made in Taiwan, 120.000 một cái. Tôi vừa thay pin cho bà, 40.000 một cục. Alo, 40.000 bốn cục. À, bà dậy rồi hả An? Tôi có làm sẵn cơm cho tụi mình rồi. Ủa, cơm tôi mua mà. Ông Cúc đi ông Hoàng. Bà thoát rồi hả Vy? Sao tôi nhớ là bà bị anh Tống Trần bắt làm con tin rồi mà. Thì bà cứu được tôi ra đó, nhớ không? Chỉ nhớ mang máng bà bị bắt làm con tin. Rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? Bà cầu hôn tôi, xong hai đứa mình kết hôn. Nghe là biết xạo rồi. À, tôi thì không sao, nhưng mà thằng Minh nhảy lầu rồi. Hả? What the fuck? Wow, một bức tranh. Rồi sao nữa? Nó có chết không? Nó xém chết. Cũng vì có người không bắt được nó ngay khi nó té xuống nè. Còn đỡ hơn ai đó mà crush ngay trước mặt cũng không bắt được trái tim của nó. Ngon ra đi, ngon. Ủa, rồi tôi làm gì trong lúc đó? An ơi. Vì yêu dấu. Bà biết Việt Nam nằm ở đâu trên thế giới không? Chi vậy? Thì cứ trả lời tôi đi. Việt Nam nằm ở Đông Nam Á chứ đâu. Vậy Đông Nam Á nằm ở đâu? Ê, coi thường tôi vừa phải thôi nha. Đông Nam Á nằm ở châu Phi chứ ở đâu mà hỏi. Đúng là con An của mình rồi. Tóm lại, trong khoảng thời gian em không nhớ đó, em đã được giải phóng toàn bộ trí lực lẫn năng lực. À, anh nào vậy ta? Sao trông vừa xa lạ vừa quen thuộc vậy kìa. Ủa, anh Trịnh anh. Anh đi. Có thiệt cũng dở. Sao vừa qua có một chương mà trông anh khác dữ thần vậy trời. Ngưng vẽ mấy tháng, tác giả quên mất tạo hình của anh, với đạo diễn Lồng Tiếng cũng quên mất ai lòng cho anh luôn. Hả? Quá đáng dữ vậy luôn hả? An, em có nhớ gì sao em làm được vậy không? Lúc nãy em có gặp chủ gia tộc đời đầu trong mơ. Cổ tính nói cách giải phong ấn gì á, nhưng mà chuông reo nên em dậy không có kịp nghe. Không biết có phải ý trời hay không nữa, tự nhiên bị cắt ngang khúc quan trọng luôn à. Ý trời gì mà ý trời. Chắc chắn là tác giả chưa kịp nghĩ ra cách giải nên độn tình tiết vô để lấp liếm đó. Tôi còn lạ gì cái gì vậy? Dạch Trần tác giả là bỗng nhiên bị bệnh vậy hả? Ủa, An tỉnh dậy rồi hả? Vậy mình đi thôi. Đi đâu vậy chị? Chúng ta bắt được tên giả dạng Tống Trần bắt cóc Vi, giờ phải thẩm vấn hắn để moi tin tức. Chính tay em đã bắt hắn đó An. Em làm cho hắn mù mắt nên hắn không chạy được. Em á? Quả nhiên nhan sắc của em có thể làm mắt lóa hóa mù luôn.
Chương này mọi người đẹp lên thiệt mà. Hàng up web có khác, phim hoạt họa có khác. Đương nhiên, vậy mới biết tác giả cũng có thể vẽ màu. Hình có animation, có lồng tiếng thì phải khác truyện tranh chứ anh. Chị nghe nói từ cái lúc yêu cầu phải vẽ màu á thì tác giả rối hết cả lên, không muốn giao cho ai hết, cho nên lên mạng chọn đại vài tông màu thấy ưng về áp vô thôi. Còn lúc lồng tiếng á, để đảm bảo nội dung sạch sẽ phải censor hết mấy câu chữ thề đó em. Lại vạch trần tác giả. Chị ơi, chị nói vậy mà chị không bị sao hả chị? Chị không sao, chỉ là I don't feel so good. Ôi, chị ơi, chị xin lỗi bà tác giả lẹ đi, chị bị bay màu rồi kìa. Hú hồn, mai mà xin lỗi kịp á. Chị có sao không chị? Không sao, hơi thoát tim tí thôi. Tôi và An sẽ ngồi cùng xe. Cậu đi chung với hai chị em Quỳnh và Hoàng đi. Mà cậu là ai vậy? Tôi là Nam Vô Danh. Mà anh là ai? Tôi là Trịnh Anh. Trời đất ơi, hai cha nội là đồng nghiệp mà còn không nhận ra nhau kìa trời. Mà Quỳnh là... Quỳnh là tôi đây. À mà Quỳnh, chắc là anh không thích người chung xe với tôi đâu ha. Đó là tên giả dạng Tống Trần bắt Vi làm con tin. Nhìn giống anh Tống thật, thảo nào mới bị nhầm. Mất hai mắt mà trông anh có vẻ chẳng để tâm gì ha. Anh với Tống Trần quan hệ như thế nào? Từ đằng sau. Không phải kiểu quan hệ đó. An, mau vô đây nguyền nó khai thật đi, mất thời gian quá. Tôi nguyền rủa anh, người khác hỏi gì cũng phải nói thật. Kế hoạch của Tống Trần là gì? Vì sao hắn lại bắt con Vi làm con tin? Đây không phải kế hoạch của Tống, đây là kế hoạch của thằng bạn tụi mày. Năng lực của Tống Trần không chỉ khiến người khác làm theo ý hắn, mà còn khiến họ nghĩ đó cũng là điều họ muốn, kể cả việc quên đi người mình từng thích. Bình tĩnh đi Hoàng. Em đang bình tĩnh mà. Bình tĩnh thì bỏ cái đau xuống. Vốn Tống Trần chỉ muốn bắt con An để nó làm việc cho băng nhóm. Con An bây giờ chưa phải là mạnh nhất đâu. Hồi nhỏ có lần nó xích gây bão cuốn bay cả khu phố. Lúc đó em còn nhỏ không biết, nhưng từ khi biết năng lực của nó, em đã lờ mờ đoán ra phần nào của câu chuyện. Thú vị đó. Giờ anh muốn thấy nó bộc phát toàn bộ năng lực. Minh, mày nghĩ cách cho anh đi. Anh đeo kính vô đã rồi nói. Đây là người thế thân của anh. Anh đã cho cậu ta đi phẫu thuật y chang anh để tiện đi giao dịch mà không bị cớm bắt. Ủa tại sao phải... Vì anh bị ba công an nguyền cận như mù. Hễ tới giờ phút quyết định là làm hỏng việc. Có toàn đồng đội ngu như bò. Cứ mỗi lần vào tù là anh bị ngắn đi 1cm. Tao là trùm mà không thể xuất hiện vào giờ phút quyết định. Không thể nhìn rõ, không thể có đồng đội, không thể vào tù, không thể có người yêu. Giờ sao ta? Em không thể làm đồng đội của anh. Vì mày sẽ bị ngu đi. Cũng không thể làm đàn em. Vì mày phải nghe lệnh tao, mà tao sẽ làm hỏng việc vào lúc quyết định. Cũng không thể làm người yêu. Vì mày sẽ bị hồi nách. Mày chỉ có thể làm sếp tao thôi. Cái tình huống gì vậy trời? Bị bắt cóc mà trở thành sếp xong là sao? Vô lý. Một tập đoàn tội phạm quốc tế lớn tới như vậy mà lại chấp nhận một đứa nhóc làm trùm à? Đúng là mới đầu thì không. Thằng nhóc, mày có gì hay mà đòi lên làm sếp bọn tao hả? Nếu các anh chấp nhận tôi làm sếp thì tôi sẽ lắp đặt giò xịt ở tất cả toilet của tập đoàn. Sếp ơi, sếp ơi, anh hiểu chú em mà. Khoan đã. Vậy vụ Tống Trần thôi miên thằng Minh nhảy lầu là có thật không? Không, tất cả đều là kế hoạch của mình. Thằng Minh muốn gây kích động để con An bộc phát toàn bộ năng lực, nên đã dẫn tôi đi bắt cóc con Vi, chọc cho con An điên lên. Sau đó, để xem nó sẽ phản ứng thế nào, thằng Minh giả bộ nhảy từ trên cao xuống tấm lưới và nệm mà chúng tôi đã dăng sẵn bên dưới. Mục đích chính là để nhìn thấy năng lực của con An ở mức mạnh nhất. Vậy làm sao để giải thuật thôi miên của Tống đây? Tôi không biết. À, em biết rồi. Em biết gì hả An? Đông Nam Á không nằm ở châu Phi. Chuyện 8 đời trước bây giờ mới trả lời. Bà có thể qua phòng ba mẹ tôi ngủ cho đỡ chật có Vi. Thôi, tôi muốn ngủ với bà. Tụi mình chưa bao giờ tâm sự buổi tối mà. Cũng lâu rồi không ai muốn tâm sự với tôi đó.
Ba mẹ tôi á, ngày xưa toàn là để tôi tự chơi không à. Giờ mình nói. Ngay cả vì chị quên đi người mình từng thích. Đừng hút cái đó, không tốt cho sức khỏe đâu. Hút cái này nè, cho tiêu luôn. Chị phơi pha hơi nhiều rồi đó. Mỗi lần mất bình tĩnh là em hút rất nhiều thuốc ha. Còn chị, em chưa thấy chị mất bình tĩnh bao giờ hết. À đâu, có một lần chị đã mất bình tĩnh. Đó là khi chị nghe tin có kẻ đột nhập vào hầm tiền của chị và cướp đi toàn bộ số tiền trong đó. Chị đã rất vui, vì cuối cùng chị cũng nghèo. Tâm lý của chị khác người thường quá rồi đó. Nhưng mà cuối cùng kẻ trộm đã bị số tiền của chị đè chết trên đường vận chuyển. Tiền lại về tay chị lại giàu, chị lại buồn. Nè, đây là câu chuyện buồn hay một câu chuyện vui vậy? Chị hỏi nha, đối với em, thằng Minh là gì? Là bạn, với khách hàng thân thiết thôi. Bạn kiểu gì mà nó bị bắt là em cuốn hết cả lên thế? Em không có cuốn. Mày lại hút thuốc kìa, hút cái khác đi cho đỡ hại sức khỏe mày. Có cái gì hút mà đỡ hại sức khỏe đâu. Hút hầm cầu. Vậy thì chị đi mà hút. Hôm nay chị thấy tâm trạng của em không được bình thường lắm đâu. Có chuyện gì làm em khó nghĩ hả? Tại sao Tống Ray shop em một sao mà nội dung comment ghi đánh giá là Ray 5 sao cho shop? Chị có thể lập đội giải cứu, nhưng mà phải tìm cách giải thuật thôi miên của Tống lên Minh cái đã. Ê Hoàng, Hoàng ơi. Dạ. Yeah. Lỡ Minh nó thích thằng Tống thiệt thì sao? Có đâu, Tống như cái thằng ngốc ngốc ngu ngơ, sao mà Minh nó chịu được. Nhưng mà nó chịu được con An đó. Thôi chị đi ngủ đi, em cũng ngủ sớm đi nha. Lỡ thằng Minh nó thích Tống thì sao? Lỡ thằng Minh nó thích Tống thì sao? Nó thích Tống thì sao? Nó thích Tống. Minh có sở thích yêu người mù không có ấy không ạ? Cái gì vậy? Ê Minh, ông có thích đàn ông vừa mù vừa không có ấy không? Cái gì vậy con này? Bị điên hả? Làm gì mà rép lâu vậy bà? Trả lời đi chứ. Nhắc tới Minh là nó nóng nảy như vậy. Có khi nào nó cũng... Bà rép lâu vậy á là do mạng nhà bà chậm đó. Bà có muốn lắp đặt mạng cấp quan mới không? Tặng modem miễn phí lắp đặt luôn nè. Nó vẫn là thằng đa cấp má ơi. Sao mắt bà đen thui à? Tối qua không ngủ được hả? À, tối qua tôi bị bọn ruồi mũi làm phiền á. Thôi ở nhà ngủ đi, để tôi xin phép cô cho. Không cần đâu. Ủa sao hôm nay xuyên học bất tử vậy? Không phải, tại ở trên trường tôi ngủ ngon hơn là ở nhà. Vi, lên đây cô biểu. Sao hôm qua nó chết rồi mà nay vẫn đi học? Phải đi học thì có khác gì chết đâu cô. Thành tích của em vẫn chưa sao, nhưng điểm hạnh kiểm của em lại quá tệ. Kẻ ác sống lâu, em chả cần đạo đức. Học kỳ này chắc chắn thứ hạng của em sẽ tuột. Sao em không lo? Miễn thứ hạng của em trong lòng con An tăng lên là được. Nó mù quáng quá rồi. Em hãy trở lại như trước kia đi Vi. Hãy trở lại là Vi của ngày hôm qua đi. Trời ơi, cô đã nói là tiếng lòng của em. Hay là Vi của ngày hôm qua? Dạ, 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 dạ. Sorry, the old V can't come to the phone right now. Why? Cause she's dead. Alo. Alo, An, anh Tống đây. Tưởng gì? Tưởng cô gọi còn bắt máy. Ủa, sao nó cấp máy rồi? Tại sáng nó thường mơ ngủ, trừ khi bị cô gọi lên bảng thì ai nó cũng lơ hết. Anh phải gọi đúng khẩu lệnh mới được. Alo.
An, lên bảng trả bài kìa. Ủa, anh Tống, sao anh lại gọi cho em nữa? Anh có cách giải thôi miên cho thằng Minh, có muốn nghe không? Nếu em không muốn nghe thì anh có nói không? Dĩ nhiên là không. Mày cũng đừng hòng có lại thằng bạn mày. Vậy rõ ràng là anh ép em nói là em muốn nghe mà. Vậy thì em nói không nghe hay muốn nghe thì anh cũng nói. Vậy thì anh hỏi em muốn nghe hay không nghe để làm gì? Khi mà em nói là em muốn nghe hay không muốn nghe thì anh đều nói cho em nghe. Vậy bây giờ có muốn nghe hay không? Muốn. Tốt, nếu muốn nghe thì tới địa chỉ này một mình. Nhớ là một mình đó nha, đừng cho ai biết. Vậy thì không được rồi. Tại vì nếu vậy thì em phải nói địa chỉ trong xe ôm biết. Mà xe ôm biết là có người biết. Mà có người biết là em không thể biết điều mà em muốn biết. Trong khi anh lại không muốn ai biết là có người biết em muốn biết điều gì. Nếu mày không tới đây thì tụi tao sẽ đem thằng Minh ra nước ngoài. Cả đời này mày đừng hòng thấy mặt nó lần nào nữa. Được, bằng mọi giá em sẽ tới và không để cho ai biết. Nhưng trước tiên em muốn nói chuyện với thằng Minh. Tụi nạn. Ê, rốt cuộc ông có thích người vừa mụ giờ ông có cái không? Bà vẫn tiếp tục cái chủ đề tối qua nữa hả? Nè, hôm qua tôi nghe nói ông bị thôi miên, giờ ông đang làm việc cho Tống rồi đúng không? Ồ, bà mo được thông tin rồi hả? Đúng vậy đó. Dù bị thôi miên nhưng tụi mình vẫn là bạn mà. Tôi là bạn của ông từ hồi còn nhỏ xíu luôn á. Không lẽ ông không nhớ những gì tôi đã làm cho ông sao? Bà làm gì cho tôi? Hồi nhỏ bà làm tôi bị bắt cóc, bị đâm mém chết. Rồi bà còn nguyền tôi một lần bị đè, cả đời bị đè. Lớn lên thì bà còn nguyền rủa tôi thấy người mình thích thì quỳ xuống. Sau đó thì lôi tôi vào trận đấu lời nguyền của gia tộc bà, làm tôi bị xuất hồn. Khi hồn tôi về xác thì bà còn nguyền tôi thấy người mình thích là nằm xuống. Rồi vì bà mà tôi bị bắt cóc nhầm, rồi giờ tôi thành xã hội đen. Tự nhắc chi cho tự buồn vậy. Nghĩ lại mình thấy mình hại nó nhiều ghê luôn. Ê, ông Minh, cho tôi xin lỗi nha. Giờ ông muốn tôi làm gì? Bà tới chỗ tụi tôi đi. Mà nhớ là nếu có người cản đường bà, dù là người thân, thì bà biết phải làm gì rồi đó. Tôi sẽ rủ họ đi cùng luôn đúng không? Không, đồ khùng. Không phải nha. Bà sẽ dùng năng lực của bà nguyền rủa họ. Hiểu chưa? Tranh thủ lúc này đi luôn. Trời ơi, hên quá. Trốn học mà ông bị ai bắt gặp quá. Thầy hiệu trưởng. Hả? Sao thầy đứng ở đây vậy? À, em leo xuống đây cho tôi. Trời đất ơi, ngày gì mà xui xẻo dữ vậy trời. Cô Linh, cô ơi, nhìn vậy thôi chứ không phải em đi học trễ nên chào tường vô đâu. Em là đang trốn học đó cô. Ủa, cô đâu có hỏi gì đâu. Anh N. Ca Dương, 40 tuổi, thất nghiệp, vừa được chấp nhận vào làm bảo vệ trường trung học phổ thông Bình An. Khi vào đây làm có vài điều anh phải lưu ý. Trường mình có nuôi một con thú dữ. Khi đối phó với nó, anh phải hết sức thận trọng. Ok thầy. Đây là hình của nó nè. Đừng có thấy nó vô hại mà làm nữa nha. Hóa ra là một con chó phốc à. Còn bên trái đó, một con người hả? Bất quái. Ngày làm việc thứ hai hoàn toàn bình thường của anh N. Ca Dương. Anh Dương, bắt con bé nó lại, nó trốn mặt đó. Là con thú dữ đó. Chuyện này nguy hiểm quá, nhìn mặt là thấy dữ rồi. Giả bộ không nghe thấy. Bớt giả bộ đi, tai nghe cắm vô ly nước rồi kìa. Đừng để nó đụng vào tay anh nghe, anh N. Ca Dương. Ok, thế thì dễ rồi. Tôi đố anh, cô anh tìm ra thủ phạm thì nói cái gì? Ngươi chính là thủ phạm. Tôi người của anh thể khoát cái gì lên người là cái đó biến mất. Anh N. Ca Dương. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi đã bảo anh là phải cẩn thận rồi mà. Anh bị con An nguyền rủa rồi. Nhưng tôi có cách xử lý rồi. Chỉ cần khoát rác lên người anh Dương là nó tự động biến mất đỡ phải dọn. Ý của cô là cách xử lý rác hả? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Con bé đó có năng lực nguyền rủa. Anh dính phải lời nguyền là không thoát được đâu. Mà con An nó nguyền cũng độc địa thật. Giờ phải tính sao với anh này đây? Mọi người đừng lo. Trong những tình huống khó xử như thế này, chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin, kịp đánh răng. Thôi đi Hoàng. Ủa mà sao con An là nguyền rủa chú bảo vệ vậy hả? Nó trốn học bị bảo vệ bắt được nên nguyền bảo vệ và bỏ chạy rồi. Hôm qua vừa gặp nguy hiểm thế mà hôm nay lại còn định trốn học làm gì chứ? Đi chơi hả ta? Mà chỉ là trốn học đi chơi thôi thì sao phải nguyền rủa người khác khi bị chặn lại? Alo chị hai. Ôi,
Chị cử người theo dõi con An xem nó đi đâu được không? Ờ, chờ chút, chị đang bị lạc. Thì lạc? Sáng sớm chị đi đâu mà bị lạc? Nhà mình rộng quá, chị điên hồi thì bị lạc. Con xin lỗi chú bảo vệ, con không còn cách nào khác nữa. Mong là đừng có ai dại dột ra cản đường mình nữa chứ. Hả? Đứng lại đó, mày tính đi đâu hả? What? Anh Trần Anh, sao lại ở đây? Mày không thoát nổi tuyệt chiêu của tao đâu. Ồ, anh chạy được kiểu Naruto luôn hay vậy? À, anh rảnh thiệt luôn đó anh Trần Anh. Hết đường rồi, đừng có chạy nữa. Mày tính làm gì xấu hay sao mà chạy dữ vậy hả con kia? Kệ em, anh mà đuổi em nữa, em nguyện anh đó nha. Nhắc mới nhớ hà, tao đeo găng tay vô rồi nè, có giỏi thì nguyền đi. Tránh ra cho em đi, anh mà không tránh, em sẽ nguyền rủa một người vô tội đang ngồi ở đây cho anh xem đó. What the fuck? What chị ta? Cao Thanh Tú, sao em lại ở đây? Câu này tôi hỏi mới đúng á, sao đi đâu cũng gặp hết vậy? Em xin lỗi chị, nhưng đây là tình huống cấp bách. Anh mau tránh ra, nếu không tôi sẽ nguyền rủa chị đó. Trời ơi, tránh ra, làm theo ý nó đi, đừng có lại gần tôi. Mình không muốn bị nguyền rủa nữa, mình không muốn bị nguyền rủa nữa, mình không muốn bị nguyền rủa nữa. Anh mà lại gần tôi sẽ giết nó. Ủa, cái gì lạ vậy? Ủa, con An đâu rồi? An, mày đâu rồi? Khoan đã Phi, con An có thương bà đâu, tụi tôi mới thương bà nè. Bọn tôi không có cửa vào trái tim bà sao gì? Cửa vào tim vì ôi kim mít. Có cửa thoát hiểm đó bay. Ô Vi, bà đi đâu đây? Kiếm con An, xe ra coi. Bà biết con An ở đâu đâu mà kiếm? Không liên quan tới ông. Đưa 50 ngàn đây, tôi cho bà biết vị trí của con An. Ok, tiền nè. Nó đang ở tọa độ 10 độ 10 phút, 10 độ 38 vĩ độ Bắc và 106 độ 22 phút, 106 độ 54 phút trình độ Đông. Tôi độ vô mặt ông bây giờ. Thôi không nói nhiều nữa, vậy vừa quá. Tránh ra cho tôi đi tìm con An coi. Chờ chút, tôi sắp kiếm được con An rồi. Alo chị Hai, chị đi lạc xong chưa? Chị đang đánh răng, chờ chút nữa xong. Hóa ra nãy giờ chị lạc trong toilet nhà mình. Em gọi cho con An rồi giữ cho nó nói trên 25 giây đi. Đã không phải con tin thì còn đứng đó làm gì hả? Ờ hả, sợ quá quên mất tiêu. Chị mà đi, em nguyền chị nữa đó. Mày có ngon thì mày nguyền liền đi. Tụi nó sợ mày hả? Tất nhiên là anh không sợ rồi, có phải nguyền anh đâu, nguyền tôi chứ bộ. Con An không bắt máy, tôi đi tìm nó. Giờ bà đi tìm cũng đâu có hiệu quả gì. Tôi biết, nhưng mà tôi sợ trong lúc tôi không có ở đó, con An sẽ biến thành một người mà tôi không hề biết. Vi, bà nên đọc cuốn xuyên qua nỗi sợ. Giá sao 4 ngàn, đơn hàng trên 200 ngàn, rồi tặng kèm bao sách nữa. Muốn bị tát lật mặt vòng vòng không? Giỡn thôi, chứ tôi hiểu cảm giác của bà mà. Cái cảm giác mà khi có người thật sự cần bà thì bà không đến kịp. Câu trong sách phải không? Dù có điếp cỡ nào tôi cũng không có mua sách của ông đâu. Đây là lúc nào rồi mà bà nghĩ tôi còn tâm trí để bia sách của tôi hả? Mà đây là lúc bia cho sách của tác giả sáng tạo ra tụi mình. Cuốn Ai đó cần có tôi 79 ngàn vẫn còn bán trên Tiki. Tôi giọng cuốn sách đó vô họng ông bây giờ. Mệt quá, tôi đi đây. Ê, đừng. Lỡ bà bị bắt cóc giống như lần trước thì sao? Nãy giờ ông lằng nhằng hoài nha. Bộ ông kiếm cớ giữ chân tôi hả? Tại tôi muốn tốt cho bà thôi, tôi không muốn bà bị sao hết trơn. Cho ông 500k nè, nói sự thật đi. Chị, tôi nghe lén tổng đài của công an tìm ra con An ở gần trường rồi. Nghi nó đang đi cứu thằng Minh một mình, nên tôi muốn thả nó ra trước và theo dấu nó tìm thằng Minh. Trời, đừng có biết ngay mà. Ông dám đem con An ra làm con tốt hả? Nè hai em kia, trong giờ học mà hai em làm gì ở đây vậy hả? Không lẽ là hai em đang hẹn hò hả? Chị đứng với nhau mà thành hẹn hò vậy thì nắm tay thành gì thầy? Em nghĩ em nói những câu làm người khác tức giận như vậy là hay hả? Em nói vậy em có được lợi ích gì không? Dạ có chứ thầy, em thấy vui trong lòng. Cô ơi, con Vi nó phụ cái thầy hiệu trưởng rồi kìa. Thiệt hả? Dạ thiệt đó cô. Cuối cùng lão ấy cũng bị y như mình, thiệt là vui trong lòng. Cô chủ nhiệm, cô bị con Vi tha hóa rồi. Dạ thôi chào thầy, em phải đi tìm con An đây. Khoan, em vừa nói là em đi tìm con nhỏ biết nguyền rủa đó hả? Người đàn ông biến thái ngồi trên thùng rác. Đây là bức tượng người suy tư, không phải kẻ biến thái nha. Anh cũng bị nó nguyền rủa, hễ khoác cái gì lên người lại biến mất nè. À, vậy là anh không mặc được quần áo đúng không? Anh muốn tìm con An để giải lời nguyền hả? Đúng, anh phải giải lời nguyền và cứu vớt danh dự của mình. Anh có biết cách giải lời nguyền và danh dự của anh giống nhau chỗ nào không? Hả? Không tìm thấy được. Khoan đã em ơi,
Biến thái cũng trời ra đường. Gọi công an đây. Không, không phải đâu. Là do tôi bị nguyền rủa là cái gì khoét lên người cũng biến mất, nên tôi mới không mặc quần áo được. Không phải biến thái, là tâm thần trốn trại đó. Gọi bệnh viện, gọi bệnh viện đi. Không phải mà. Buông Tú ra, nếu không tao buộc phải bắn hạ mày đó. Em nguyền rủa chị hãy lúc nào em bị bắn thì chị cũng sẽ nhào ra đỡ em cho dù bất cứ ở đâu. Cao Thanh Tú! Tú, em có sao không? Có nghe anh nói gì không? Anh, Trịnh Anh, chắc là em không sao. Không, em đừng nói nữa. Không, anh phải để cho em nói những lời cuối cùng này. Cuối cùng cái gì? Tôi bắn con chim trên cây chứ có bắn trúng con tim bà đâu. Ủa dạ? Tự nhiên ngã cái đuôi làm người ta liệu ta diễn theo à? Bất diễn giùm cái. Em về nhà anh đi, anh phải đuổi theo con An đây. Anh coi chừng con não lợn đó nha anh. Não lợn? Não lợn đâu? Ai mới nhắc não lợn vậy? Nó đâu rồi? Nó vừa ở đây xong chạy đi mất tiêu rồi. Chạy hướng nào? Bên kia. Nhưng mà em cẩn thận đó, nó vừa cầm tay nguyền rủa chị. Hả? Không phải mỗi mình chị được con An nắm tay đâu. Chị đừng có mà đắc ý. Ủa, con mắt nào của con nhìn thấy tôi đắc ý vậy? Nè, anh hơi tò mò, con An thực sự sẽ tự đến đây hả? Anh yên tâm, con An rất hay bị người thân dụ dỗ, nhất là với người nó cảm thấy có lỗi. Còn ba mẹ nó thì sao? Chúng ta làm thế mà họ chịu để yên à? Ba mẹ nó... hồi con An còn nhỏ có lần... Cái nhà này không ai thương con hết á. Con bỏ nhà đi đây. Đừng nóng nảy vậy mà con. Từ từ, mẹ gửi bịch rác nè. Đi bụi thì dứt hộ mẹ luôn. Được rồi, cứ coi như họ không quan tâm thật đi. Vậy con An nó không nghĩ đây là bẫy hả? Anh đánh giá thấp sự ngu ngốc của nó rồi đó. Hồi cấp 2... Ê Minh, qua đây nhìn nè. Tôi vừa thả một con tôm về biển á. Bà tốt bụng quá. Nhưng mà con tôm này đã bị luộc rồi mà. Được rồi, coi như nó thật sự ngu ngốc như mày nói đi. Nhưng nó ngu vậy, liệu nó có tự đến được chỗ này không? Anh đừng có lo, em đã kêu người tới đón nó rồi. Ai vậy? Một cặp đôi từng có tương lai tươi sáng, nhưng giờ lại thành trò cười. Là anh với em hả? Không, anh đừng có quá đáng vậy. An, đứng lại đó, mày tính đi đâu hả? Sao anh nhanh quá vậy? Lên xe đi, Minh kêu tụi anh tới đón em nè. Khoan đã, anh là... An, Bu Chanh, theo dõi cho tôi chiếc Toyota đen, biển số. Chờ chút, em đang bị lạc. Sao lại lạc? Em biết em đang ở đâu nhưng mà vẫn lạc. Là sao? Cậu đang ở đâu? Ở vườn nhà chị em thằng Hoàng. Cô nói là cô tìm được cuộc gọi bí ẩn của An với người khác, nên tôi mới qua đây. Ai ngờ lại bị lạc thế này. Ồ, xin lỗi, vì nhà tôi quá rộng quá giàu nha. Đúng là cái thứ nhà giàu rứng mỡ. Ngay cả nhà mình mà cô cũng bị lạc nữa hả? Chết rồi, anh có ngửi thấy mùi gì khó chịu không? Mùi gì? Là mùi nghèo túng của anh đó. Hả? Chị Tuyết, anh Chí Bữa, sao lại là hai người? Tại sao hai người lại làm việc cho thằng Minh vậy? Sau khi được Minh gợi ý đi làm chủ, tụi anh liền gom hết tiền đi mở một công ty quảng cáo. Làm chủ không làm công, như vậy thì không cần sợ bị quỵt lương nữa. Sau 3 tháng làm việc, tụi anh đã có thể mua chiếc xe này và gom được 1 tỷ. Wow. Tiền nợ. Wow. Một ngày kia, khi tụi anh đang ăn mừng nợ 1 tỷ đồng thì bọn đòi nợ kéo đến. Trời đất ơi, nợ mà còn ăn mòn. Mau giao tiền ra đây, nếu không tao bắn vỡ sọ con này. Đừng, chờ đã. Chờ bọn ta cười cái đã. Can đảm lắm. Không sợ súng đạn luôn hả? Vậy tao sẽ cho tụi mày chết kiểu khác. Thả chó ra, chặn chết của nó đi. Đại ca ơi, con chó bị dại, chết rồi. Lấy lại cho chó nữa hả? Tao không tin không thể giết được bọn nó. Trói bọn nó lại. Tao sợ tụi nó quá rồi tụi bay ơi. Đường đường là giang hồ mà lại không giết được hai con nợ quẹn, sống làm gì nữa. Đại ca dễ lầu rồi. Đại ca. Bình tĩnh nào, làm ly cà phê không anh Trai? Không giết được hai người tao thấy mình vô dụng quá, tao không muốn sống nữa. Không, anh Bảy à, thật ra anh đã thành công rồi. Ủa, ở đâu ra cái tên anh Bảy vậy? Mà mấy người cũng đang chơi luôn hả?
Đúng đó anh Tám mà, anh không hề vô dụng đâu. Đừng có tự tiện đổ tên người ta thành thoát ngày à. Chúng tôi không chết ở bên ngoài, nhưng bên trong đã chết rồi. Hai người nói thật chứ? Thật mà, anh thành công rồi. Cái chuyện diễn tưởng gì vậy, tôi không muốn nghe nữa. Tuyết, bắt đầu đi. Dạ. Đội hình cứu hộ 2.15 quay đầu là bo. Đặt cái tên cho kêu vô cũng có cứu được ai đâu. Sau đó tụi anh mới biết Minh là đại ca của nhóm đòi nợ. Nghe có hai con nợ giết mãi không chết mà còn giết ngược lại chủ nợ là tôi nghi hai người rồi. Thôi bây giờ dù gì cũng không đòi được tiền. Nếu hai người chịu làm cho chúng tôi chút việc, tôi sẽ xóa nợ cho hai người. Con nợ mà sao ngồi như dân đòi nợ vậy ta? Còn khuya bọn tôi mới làm việc cho các người. Bọn tôi làm người lương thiện, không bao giờ làm những việc xấu xa. Vì mấy người mà một đàn em bên tôi vừa chết đấy thôi. Giờ các người mới nhận ra đó hả? Vậy là bọn này được Minh cử đi đón em. Ủa mà sao em lại bị công an đuổi bắt vậy? Thằng bạn em là xã hội đen nào giờ hả? Sao anh thấy nó không giống gì hết trơn á trời? Hey, không phải. Nó bị một tên xã hội đen thôi miên để nó về phe người xấu á. Chứ nó không phải người xấu đâu. Bây giờ công an đang kiếm nó, mà nó bắt em qua bên chỗ nó. Em biết là nguy hiểm lắm nhưng mà em không thể nào bỏ nó, nên em đành phải lén để đi qua bên đó. Cho nên mới trốn học đi gặp thằng Minh đó hả? Đúng là vậy đó. Quá! Vi! Sao bà lại ở đây? Tôi tưởng bà đang ở trong trường chứ. Bà vừa đi là tôi đuổi theo bà rồi. Trời ơi, bà đi theo tôi làm chi? Nguy hiểm lắm. Bà nhắm mắt lại, bà thấy gì không? Không. Đó là cuộc sống của tôi khi không có bà đó. Không có tôi là bà bị mù hả? Tội nghiệp vậy. Trời ơi, con nhỏ này bó tay. Ờ mà sao bà biết tôi lên xe này vậy? Bà đoán xem. Nó bắt ráp đuổi theo em á. Thiệt hả chị? Sao chị biết vậy? Em đoán xem. Mấy người vừa phải thôi nha, đoán gì đoán hoài vậy? Nó bút trúng chiếc ráp anh đang chạy. Sao đang làm việc cho giang hồ mà còn nhận thêm khách làm chi vậy? À quên, nói trước nha, tôi không có mang tiền theo. Cái gì? Không mang tiền theo mà cũng bày đặt ráp là sao? Cuộc sống mà. Thôi đi. Đã lạc trong cái mê cung này gần 45 phút rồi. Cô xây nó mà còn không biết đường ra hả? Mê cung này xây á để đánh lạc hướng kẻ trộm. Lạc là phải rồi. Đừng nóng, đi với tôi. Trước khi xây mê cung này, tôi đã từng đọc trong một cuốn sách thiết kế mê cung là một trong những cách dễ nhất để thoát khỏi các mê cung thông thường là bám theo bờ tường bên phải. Bằng cách đó, chúng ta sẽ đến được lối ra. Nhưng ở mê cung của tôi, cứ đi theo cách đó sẽ tới ngõ cụt. Cô đùa tôi đó hả? Cô giỡn mặt với tôi đúng không? Đồ nhà già mà bị khùng. Đâu có. Thôi, tôi có cách khác nè. Tôi sẽ kêu vệ tinh của tôi chụp một tấm ảnh toàn cảnh từ trên xuống để biết mình ở chỗ nào mà mò đường ra. Cô có vệ tinh à? Mà thôi kệ. À đây rồi, ảnh toàn cảnh đã tới rồi đây nè. Chỉ tiếc là lấy góc hơi xa chút. Hơi xa hả? Góc này là văng khỏi trái đất rồi còn gì. Dẹp đi, tôi sẽ tự tìm đường. Tụi chị vẫn đang lạc trong mê cung. Cảm ơn chị đã cầm chân anh ta cho em. Không, chị lạc thật mà. Cô nhắn tin với ai đó? Cô đang che giấu chuyện gì đúng không? Anh muốn xem tin nhắn của tôi sao? Đúng vậy. Thế thì nhắc gì đây cho chị nè. Ê, vừa phải thôi, tôi không phải chó đâu nha. Ê, hay giờ tụi tôi dừng xe cho bà xuống nha Vi. Tao không xuống. Hả? Tôi cho bà tiền về xe luôn nè. Tôi không cần tiền của bà. Chứ giờ sao? Sao mới chịu xuống á trời. Bà chỉ cần nói 3 từ 8 chữ là tôi sẽ làm theo ý của bà liền. Tưởng gì? 3 từ 8 chữ? Rồi đó, được chưa? Sao bà ngu quá vậy bà? Bà có biết là giờ bà đi tới đó là bị cha Tống bắt lại không? Bà không nghe nói là ổng săn những người có siêu năng lực hả? Nãy tôi còn nghe nói là thằng Minh đang làm việc cho ổng rồi đó. Nhưng mà thằng Minh đang nằm trong tay ổng. Giờ tôi không tới, lỡ ổng giết nó làm sao? Bà chưa hiểu hả? Bà mà đi là có thể hai người đó sẽ giết bà luôn đó. Tóm lại, tôi sẽ không về mà không có bà. Tôi nguyền rủa bà không bao giờ ngồi chung xe với tôi nữa. Khốn kiếp, bà đừng hòng đuổi tôi đi. Để tôi xem lời người của bà sẽ làm thế nào để dắt tôi đi. Cảnh sát giao thông chặn mình lại kìa. Em ghế tóc dời, xuống xe đi, em bị phạt. Ủa, chặn xe rồi phạt tôi làm sao, tội gì? Em đã đẹp quá mức quy định. Tào lao, tội này mới quá ha. Ê, chạy lẹ đi anh, nó xuống xe rồi kìa. Lập biên bản đã, em đã đẹp quá quy định 30%. Đây là một trò đùa đúng không?
Đúng rồi đó. Em đẹp quá, quy định 50% lận. Nghiêm túc luôn. May quá, cuối cùng cũng bỏ nó lại được rồi. Bạn em xinh đáo để à, nhìn mặt vậy chắc thuộc tiếp con gái ăn nói nhỏ nhẹ đúng không? Ăn nói nhỏ nhẹ á? Sao? Đúng không? Thì... Kể từ ngày hôm nay, ai nói bậy văn tục ở trong lớp thì phải nộp tiền phạt. Học sinh là phải nói lời hay ý đẹp. Có cà thẻ không cô? Đây, thẻ của em, giao cho cô luôn. Cô cà tự nhiên, khỏi phải đóng tiền nhiều lần trong ngày. Bạn em xinh vậy chắc thích được người ta tỏ tình lắm hả? Này cô bé, lúc em té từ trên thiên đường xuống, em có đau không? Không, tại vì tôi đáp lên cái bản mặt của anh đó, nên cái mặt của anh mới xấu xí méo mó dẹo dọ vậy. Thả thính lộ liễu thôi thiển vậy bị phủ đúng rồi. Nhưng mà bạn em chắc thích trẻ con chứ hả? Dạ thì... Mũi ta con cái mồ hôi đây. Thôi mà con. Trời ơi. Nhưng mà còn có cái nào nữa đâu mà mẹ mua. Thôi để lần sau nha con. Mũi ta con đây. Là món đồ chơi này phải không em? Là con cuối mà chị lỡ mua luôn rồi. Em có muốn chị nhường em không? Muốn là được sao? Nực cười. Trẻ con không thích thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng chắc vì nó cũng phải thích động vật đúng không? Một chú chó bị lạc. Sao cưng lại bị lạc ở đây vậy? Tặng cho cái bản đồ tự tìm đường về đi ha. Quá nhân đạo rồi, đường ai nấy đi, bye. Bạn chỉ nói vậy chắc là chưa bao giờ làm trong ngành dịch vụ rồi. Nếu từng làm qua nghề phục vụ hay là chăm sóc khách hàng á, thì cách nó sẽ khác liền cho coi. Cũng không khác lắm đâu. Alo, shop phụ kiện điện thoại, hello xin nghe. Alo, chào bạn. Dạ. Cái ốp điện thoại của bên bạn làm á, tôi không có hài lòng. Các bạn có biết là làm ốp nhựa như vậy á là hủy hoại môi trường không? Bạn không nghĩ tới tương lai con cháu của mình hay sao mà lại đi làm những việc thất đức để lại nghiệp chướng đến như vậy hả? Thành thật xin lỗi chị, để từ từ rồi tụi em sẽ nghiên cứu ra vật liệu có thể tự phân hủy giống não của chị ha. Công nhận nhỏ này ngộ ha, hình như nó không ưa ai, không ưa cái gì hết trơn. Nhưng mà em nghĩ làm người thì ít nhất cũng phải thích cái gì đó chứ. Nó mà thích cái gì thì cái đó chắc chắn phải xuất sắc lắm. Nó thích em. Cái phản ứng đó là sao hả? Cô quỷ ăn đáng ghét. Ý không phải, quỷ ăn đáng yêu. Dám đuổi mình xuống, giờ không có xe lấy gì đuổi theo nó đây. Bi. Ủa Hoàng, sao bà ngồi ở đây? Chuyện dài lắm, chút tôi kể cho nghe. Giờ chở tôi đuổi theo con An đi. Nói trước nha, tôi không có tiền trả tiền đi nhờ xe đâu á. Yên tâm, cho đi nhờ mà ai lấy tiền xe ôm đâu chứ. Ừ, vậy thì được. Ê, có điều, không có mũ bảo hiểm là tôi không chở đâu nha. Ý, hên cho bà là tôi có sẵn nè. Mũ này tôi bán 200k ăn cái thôi, rẻ rề. Cái này rẻ tôi bán cái đầu ông chứ rẻ. Ủa mà sao ông lại ở đây? Tôi tưởng ông đang bán đa cấp ở trường. Tôi nhờ chị tôi theo dõi biển số xe của con An rồi, rồi đuổi theo đó. Xe đẹp vậy? Xe của ông mới mua hả? Không, không biết có ai đậu ngoài đường, lấy đại luôn đó. Trời, ông liều quá vậy. Rồi lỡ công an đuổi theo thì sao? Người ta kiện ông đó. Ôi giời, không phải lo chuyện đó. Quản gia của nhà tôi đã đền cho họ một chiếc Lamborghini rồi. Giờ vậy còn ăn cắp xe người ta làm gì không nổi. Anh ơi, tới nơi chưa vậy? Mình đi cả ngày á, em đói quá. Anh biết ngay mà, khách hàng của anh đi giờ này cũng hay than đói đòi ăn lắm. Một tài xế có tâm sẽ luôn luôn chuẩn bị đồ ăn cho khách. Hay quá, vậy mình có món gì vậy anh? Đó là tài xế có tâm, anh không có tâm nên không chuẩn bị gì hết. Vậy sao không nói từ đầu luôn đi, dài dòng chi vậy? Có người đuổi theo mình, Tuyết. Hả? Em nhắn tin cho thằng Minh, hỏi nó coi muốn mình xử lý sao. Có người theo đuổi anh Trí, phải đối xử sao đây? Cái gì nữa vậy trời? Mình nó mới trả lời, tốt cho anh thôi, hãy thuận theo trái tim mình. Nó nói vậy là sao? Có ẩn ý gì? Làm như tổng đài tôi vấn tình yêu hôn nhân gia đình vậy ba. Mau nhắn lại cho nó, nói thằng đó nó chạy theo mình là lâu rồi đó. Ok ok, người theo đuổi anh Trí là nam cũng lâu rồi. Mình nó nói, đừng sợ dư luận, cuộc đời mình do mình quyết định. Rốt cuộc là em nói với nó cái gì vậy hả trời? Đuôi đi, có một thằng lạ mặt bám đuôi tụi anh nãy giờ, bây giờ phải làm sao đây? Anh đang ở đâu? Sắp về tới nơi chưa? Có nhìn thấy mặt người đó không?
anh về gần tới nơi rồi mà chưa dám chạy vô em này. Nó đội nó bảo hiểm kín mít không có thấy mặt. Đại ca, bảo nó cứ chạy đi, chuyện chặn đường để tụi em lo. Thôi khỏi, không cần đâu. Đó là lý do tôi bảo không cần đó. Hai đàn em của Tống thì đừng dính vô giùm cái. Sao? Bọn con An bị theo dõi hả? Dạ đúng, nhưng mà em đã xử lý rồi, anh yên tâm. Thôi khỏi, chú mày lùi lại đi, để cho anh. Hồi đó anh bách phát bách trúng đó nha, chỉ một phát là xong ngay. Sống đời đồng đội của anh thì có, đã cận như mù còn thích thể hiện làng sao? Thằng Hiển đâu, lên bắn hộ anh mày đi, nhớ nhắm cho trúng đó nha. Dạ, anh Hai. Ê, khoan đã. Anh Hai, em bắn trúng rồi. Làm tốt lắm. Em bắn trúng phe mình đó anh Hai. Trời đất ơi, ai bắn tan nát vậy này trời? Hoàng, ông gọi xe cứu thương đi, tôi đi coi con An sao. Nè, còn sống không đó? Còn chứ, đang tranh thủ chiếc máu ra để bán lấy tiền nè. Trời đất ơi, bị bắn trúng đầu mà còn lo kiếm tiền nữa hả? An, bà có trong đó không? Mở cửa ra. Tôi đây nè. Hả? Hay quá, bà còn sống. Bà cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Không, hơi đau cổ, đau dài một chút xíu. Còn lại thì hơn cả chữ ổn luôn. Cô nương là... Tên ta là Vân. Là Vân. Hơn 100 năm nay rồi mà vẫn không nhớ hả? Nhớ rồi. Ô, không ngờ lại gặp người quen cũ ở đây. Nhìn bộ dạng chắc là chết sau tôi không lâu. Vậy chứ tại ai mà tao phải chết trễ như vậy hả? Hồi còn sống, nó là thứ chó Hoàng, con không muốn làm bạn với nó. Còn Hoàng thì sao? Tôi nguyện rủa cô làm bạn cùng sống cùng chết với tôi. Nói vậy là sau khi tôi chết thì cô cũng chết chung với tôi luôn. Chứ còn cái gì nữa, ngươi nguyện rủa ta rồi còn gì. Mà sao cô còn chưa siêu thoát đi? Sao lại làm thần hộ mệnh cho con An nữa? Tại ngươi chứ tại ai mà bây giờ con hỏi. Hồi còn sống, Ngươi đang làm cái gì? Cảm ơn hảo tỉ muội đã bảo vệ cho tôi. Tôi nguyện rủa cô sau này có chết đi cũng vẫn ở lại bảo vệ tôi và những người giống tôi. Ta tạo nghiệp gì mà phải có đứa bạn như ngươi? Cái đồ con ơn, tôi xin lỗi mà. Ta đến đây không phải là để giỡn với ngươi. Nói nhanh, tại sao con An lại phá được phong ấn nữa vậy? Được rồi. Nói chung là gia tộc nhà mình phong ấn thì phong ấn thế thôi, chứ cũng lo đến lúc cần thì nó không xài năng lực được, không tự bảo vệ bản thân của nó được. Lời nguyện đó còn có phần sau nữa, đó chính là chỉ khi nào nó xinh đẹp hoa như nguyệt thẹn như ta thì nó mới giải được phong ấn. Chị im đi. Phong ấn cái gì, phần ống thì có. Phần còn lại của lời nguyện không gì khác chính là một điều mà sau này không ai biết cả. Câu không có nội dung gì hết mà ngắt 3-4 tầng, đổi 3-4 góc, tính câu giờ phải không? Tua tới khúc cuối dầm. Cuối cùng là như vậy đó. Tua lẹ kiểu đó ai mà hiểu được chứ. Tóc tai mới cột lên muốn bù xù lại không? Từ từ, tại gặp lại bằng hữu ta vui quá thôi mà. Người vui mà ta không có vui, nói nhanh lên coi. Tóm lại là chỉ khi nào bản thân con An hoặc người nó yêu thương gặp nguy hiểm thì nó mới có thể phá phong ấn để bảo vệ họ. Khoan đã. Nếu vậy nó phá phong ấn để có năng lực bảo vệ bản thân nó, nhưng cũng vì năng lực đó mà nó phải chết hả? Nhưng mà vấn đề không phải là nó giải được phong ấn hay không, mà là nó giữ được như vậy trong bao lâu. Nếu nó không bị mất ý thức hay không tự hại bản thân trong khi giải phong ấn thì ta đoán là nó có thể giữ được toàn bộ trí thông minh và năng lực đó mãi mãi. Hôm nay gió mát quá, rất thích hợp để tiễn vài kẻ lên đường đây. An à, đừng. Lùi lại đi, đừng có cản tôi. Xử bọn họ xong sẽ nói sao nha. Bà có ổn không Vy? Làm sao mà ổn được. Ổn áp liêu à, 10.000 kg vô nam bè chính hãng. Tôi thồn cái ổn áp đó vô họng không bây giờ. Rồi xong, con An nó vô trạng thái full năng lực rồi. Trời mà, sao lại là lúc này? Chạy máu đi, nó lũi từng đứa bây giờ. The fuck, để chạy hết rồi à. Ê An, bà làm gì làm, nhớ chừa thằng Minh ra, nó bị thôi miên mà. Yên tâm đi, tôi sẽ đem thằng Minh về trong.
Nói vậy là bà biết cách để giải thuật thôi miên hả? Đâu có, tôi đâu có biết. Nhưng mà tôi nghĩ là giết người thôi miên cũng là một cách. Tôi đi tìm Tống Trần đây. Đứng đây đợi khi nào an toàn tôi sẽ gọi cho mấy người. Trí, Tuyết, đừng có trốn nha. Chở tôi lên chỗ ông Minh đi. Nhiệm vụ của bọn tôi đến đây là kết thúc. Bọn tôi chỉ làm theo lời thằng Minh, không làm theo lời ai khác. Giờ tôi nguyền thì mới làm đúng không? Ê Hoàng, chở tôi đuổi theo con An mau lên. Hả? Thôi, đuổi theo lỡ bị bắn như nãy làm sao? Lỡ còn người phục kích làm sao? Ông không sợ con An làm hại thằng Minh hả? Không, bà không nghe nó nói nó sẽ đem thằng Minh về hả? Tụi nó là bạn mà. Vậy tôi tự đi một mình, đồ chết nhát. Ok, phải. Lấy chìa khóa xe không? Đưa 300k đây. Ông khốn nạn quá nha ông Hoàng. Xin cái chìa khóa đây. Xin hộp nữa. Trời ơi, đưa cái chìa khóa đây, tôi sẽ nói cho ông biết tại sao thằng Minh thích ông. Lên xe đi, tôi chở đi luôn. Nói đi, tại sao thằng Minh thích tôi? Giờ mà nói, ông thả tôi giữa đường sao? Lên tới đó đi rồi tôi nói cho nghe. Tới nơi luôn rồi nè, nói đi. Tới nơi rồi, ông hỏi nó đi, hỏi tôi làm gì? Cái thứ gì? Tống Trần, ra đây. Đại ca, con nhỏ nguyền rủa nó tới rồi kìa. Yên tâm, mình đang ở dưới hầm, nó không tìm ra đâu. Tôi nguyền rủa ngôi nhà này, chỗ nào chứa Tống Trần, chỗ đó sẽ sập. Khoan, bé ơi, đừng nguyền, chờ chút anh giao anh Tống ra cho bé nè. Đậu xanh. An đó à, lâu quá rồi mới gặp ha. Mới hôm qua thôi mà, rảnh ha. Ồ, em có full năng lực cái đổi tính luôn à. Còn cảnh giác nhắm mắt lại nữa. Cách giải thôi miên cho thằng Minh là gì? Nói. Em nghĩ là anh sẽ cứ thế mà nói ra. Em vẫn còn ngây thơ như... Tôi nguyền rủa anh luôn nói thật khi bị hỏi. Mà đập vào đầu cho nó gất đi là giải được thôi. Mày tránh ra, mày muốn hãm hại anh Tống hả? Đại ca đừng lo, có tụi em bảo vệ đại ca rồi đây. Đại ca, anh bị tụi nó nguyền thật hả? Chứ không phải bọn mày thí tao cho nó nguyền hả? Còn giả vờ cái rắm. Con nhỏ kia, tụi tao nói cho mày biết. Cảm ơn mày, tụi tao vẫn luôn muốn hỏi anh Tống một số chuyện từ lâu rồi. Đại ca, có phải là anh phô lớp với em từ lâu rồi đúng không? Có phô thì không tới bản mặt của mày. Tụi mày có súng làm gì con bắn hạ nó đi. Còn đứng đó đợi nó quyền cho chết cả đám bây giờ. À đại ca, đại ca nói đúng. 500 anh em đâu? Làm thịt nhỏ này ngay bây giờ cho đại ca. Tôi nguyện rủa các anh, ai cầm súng sẽ bị cục ngủng cái đó. Anh để mày thiệt đó An. Còn gì nữa đâu mà thương với sầu. Đại ca, tôi xin lỗi đại ca. Đại ca, em xin lỗi đại ca. Khoan đã, nói chuyện nguyện không dùng súng được, chứ mình vẫn dùng dao được mà. Santa báo thù đây. Ôi cà, ôi, em xin lỗi đâu, em xin lỗi đại ca. Em ra một hồi tay bị phong thấp nên em tuột thôi tay. Cứ để tao tự đâm con đỡ dục. Có cách giải rồi đó. Nếu đã đến đây thì phụ tôi giải thuật thôi miên cho thằng Minh đi. Lẹ lên. Vấn đề là từ nãy giờ tôi tìm không thấy thằng Minh đâu hết. Con An nó full năng lực, khó rồi đây. Làm sao cứu anh Tống khỏi tay nó giờ ta? Thật không ngờ đường đường là một chiến sĩ cơ động như mình mà lại ở đây cả ngày không ra được. Đốt đại cái mê cung này đi là ra được chứ gì? Anh nghĩ có anh đốt rồi mà anh không chui ra được thì anh thành cái gì? Muốn bị chôn thay biển lửa à? Nếu anh muốn đốt, tôi có cách khác nè. Cách gì nói nhanh? Lấy một hộp diêm, quẹt cây đầu tiên. Đầu tiên, một bàn thức ăn sẽ xuất hiện. Đây không phải là chuyện cô bé bán diêm. Không, tôi nói thật đấy. Đói quá, sáng chưa ăn gì đã bị lọt vô mê cung tới giờ này rồi. Anh cười gì vậy? Tự xây mê cung xong tự lạc trong mê cung. Nhà giàu mấy người có khi còn ngốc hơn dân thường bọn tôi nữa. Tôi ngốc nhưng mà tôi vẫn giàu. Còn anh không ngốc nhưng sao vẫn nghèo. Hai anh chị order 2/4 chả đúng không ạ? À, đúng rồi anh. Wow, cho địa chỉ là mê cung mà anh cũng tìm ra được. Anh giỏi thật đó. Dạ, tìm đường là nghề của em mà chị. Ngon đó. Cứ giữ tiền thới đi ha. À, dạ, cảm ơn chị. Chúc anh chị ngon miệng. Anh Shipper ơi, khoan đã, dẫn bọn tôi ra dây. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng thoát ra được rồi. Cảm ơn anh nhiều. Không có gì đâu anh ơi. Tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nhà cô nữa.
Ồ, có bộ khó à. Bởi vì hầu hết nhà ở thành phố này đều là của tôi. Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Cô lại muốn gì nữa? Sao anh ghét tôi vậy? Không lẽ chỉ vì tôi giàu thôi sao? Mà thôi, anh quá nghèo, anh không hiểu được tâm lý của nhà giàu như tôi đâu. Đó là lý do tôi ghét cô đó. Giờ anh về à? Chứ không lẽ ở lại ngủ với cô? Đợi chút, để tôi kêu quản gia lấy xe chở anh về. Thôi khỏi, tôi chỉ là hàng nghèo mặt rệp thôi, không dám ngồi xe của đại gia như cô đâu. Tùy anh thôi. Đi bộ từ đây ra cổng nhà tôi mất khoảng 4 tiếng thôi à. Cô chủ, anh danh nhất định không cho tôi chở ra cổng. Ôi trời, anh ta chạy bộ ra cổng thật à? Dạ đúng ạ. Tội quá đi. Kiểu này chắc phải 11 giờ tối mới ra được tới cổng. Chờ 2 tiếng sau rồi báo với anh ta là ảnh chạy sai hướng rồi. Dạ. An, bà trở lại bình thường được rồi đó. Thì tôi đang bình thường nè. Không, bà như vậy là không giống bình thường. Ủa chứ bình thường tôi làm sao? Thái Bình Dương nằm ở đâu? Chạy dài từ Bắc Băng Dương đến Nam Băng Dương. Ha, thấy chưa? Bình thường là bà sẽ nói Thái Bình Dương nằm ở tỉnh Thái Bình. À, hiểu tôi ghê ha. Ủa, bộ bà không thích tôi thông minh hả? Có chắc không? Ý bà là sao? Ấy da, đau bụng quá, chắc có bầu rồi. Làm hơi quá rồi nha. Tôi giỡn thôi chứ tôi không có thích đâu. Vậy á? Tôi cũng không thích bà hôn tôi như vậy đâu. Vậy luôn? Ừ, nên tôi sẽ trả lại cái hôn này cho bà. Đưa mặt lại đây. Bà đúng là nghiện mà còn ngại. Nè, bà chắc chắn là bà không hề thích tôi như vậy luôn á. Ngay cả như vậy cũng không thích á. Bỏ ra, chỗ công cộng đừng có ôm ấp. Vậy tới chỗ nào không công cộng rồi ôm được? Tới chỗ không công cộng mà chỉ ôm thôi. Dù gì chết rồi. Dù mình nghĩ là mình không thích con An thông minh, nhưng thực ra mình thích quá luôn. Nhưng nó là người lạ, mình không quen nó, việc gì phải phản ứng trước những lời nó nói chứ. Ê, tôi đói bụng quá à. Biết có món nào ngon ngon quanh đây không? Tôi nè, tôi ngon lắm nè. Tự nhiên đang nói chuyện bình thường quay qua đòi ăn lãng xẹt vậy? Thì đói kêu đói chứ làm sao. Quê nên cấu đúng không? Tao không muốn làm phiền tụi bay thả thính, nhưng mà có thể đừng thấy chết mà không cứu được không? Đại ca, em tìm ra hộp sơ cứu trong nhà mình nè. Cầm máu cho đại ca nhanh lên. Mày giận mặt hả? Nhiều đấy có sai gì? Lấy cái gì to to bịt vô mới được. Đôi tụi bay tốn cơm thiệt sự. Hoàng ơi, ông có bán bộ sơ cấp cứu không? Ủa, thằng Hoàng đã cấp đâu mất tiêu rồi ta? Minh, ông đâu rồi? Ra đây đi. Không phải anh, anh ở đâu sổ ra vậy? Alo An hả? Ừ, mày đang tìm thằng Minh hả? Ừ, sao? Quay lại đây liền đi, thằng Minh đang ở trên này với bạn của nó nè. Nhiều lắm luôn. Để giùm coi nó có bao nhiêu thằng bạn, để tôi mang vô chợ khuyến mãi mua đồ lên. Kêu lên thì lên lẹ đi, thiệt tình à. Nè, ông nghĩ là tôi không quyền một lúc được nhiều người hả? Tôi thách bà nguyện đó. Thì cứ coi, tôi khá thích mèo, nên tôi nguyền rủa tất cả các anh Trường Minh ra biến thành mèo hết. Mèo, mèo. Tôi nguyền rủa tất cả mọi người ở đây sẽ bất tỉnh sau 7 giờ tối. Sao tụi nó không hề hấn gì hết vậy? Lời nguyền của tôi không bao giờ mất tác dụng hết, trừ khi quanh đây có một người có thể giải được lời nguyền. Hai An, nghe danh bạn đã lâu, bây giờ mới được gặp. Nice to meet you. Meet, meet chứ không phải là met ha. Met là quá khứ rồi. Nice to meet you. Sai luôn, meet chứ không phải là miss. Nice to meet you. Right to meet you. Đúng chưa mệt quá. No, right is not right. It's nice, not right, not right either. On just to be nice. Đừng có nói tiếng Anh với tôi nữa là được. Giờ giới thiệu lại nè. Tôi là Nguyễn Ngọc Bảo Lân, người giải lời nguyền. Người, người chứ không phải người nha. Người, người giải lời nguồn. Nguyền, không phải nguồn. Nguyền giải lời nguồn. Người ngã lời nguyền. Giải không phải ngãi, mệt ghê. Tụi mày làm tới sáng mai luôn đi. Sao giờ mày mới tới? Mới ra tù, tao đã gọi cho mày rồi mà. Anh có biết là tại vì em muốn nhanh chóng đến gặp anh mà em gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng lắm không? Rồi, mày có sao không?
em đứng lại xem nên trễ mất 3 ngày đó. Mày chỉ hống hớt thôi chứ vậy. Ê Lân, mày có mang bác sĩ tới đây không vậy? Khám chân tống lẹ lẹ đi. Có, tôi đây. Tôi e là không giúp được gì rồi. Bác đùa con hả? Mới nhìn qua thôi mà sao bác nói vậy rồi? Con nhìn thấy cũng đâu có nặng lắm đâu. Không phải bác là bác sĩ hả? Thì đúng rồi, tôi tên Sĩ. Vậy đốt cuộc bác không phải là bác sĩ thiệt hả? Chính xác thì tôi là tiến sĩ. Ủa bác làm tới tiến sĩ luôn rồi hả bác? Không phải, tôi tên tiến sĩ. Ủa vậy là sao? Tôi không hiểu gì hết. Bác sĩ không phải là bác sĩ, bác sĩ là tiến sĩ nhưng mà không phải là tiến sĩ. Ui, thôi thôi thôi, đừng có suy nghĩ nữa. Vô nhà tìm cái gì cầm máu được đem ra đây nhanh. Còn lại thì mau đi tìm bác sĩ Tư về đây. Ê Minh, không thì cứ để tôi nguyền rủa ổng, giống như anh Trí với Tuyết á. Dù sống dở chết dở nhưng mà vẫn còn sống. Bà nghĩ tôi ngu hả An? Cho bà nguyền, ai biết bà sẽ làm gì bọn tôi. Anh, ai ở đây là ai hay là ai là ai là tôi? Ai là tôi hay là ai là ai? Bớt chơi chữ đi thì sẽ sang hơn đó Lưng. Vậy thôi, giờ tôi cứ nằm đây chờ cho ông chết. Trước sau gì ông cũng thả tôi ra mà. Ê, tỏ ra sợ hãi một chút được không? Nè, ông nên nghĩ xem mua hoa gì đặt lên bụng ổng tự giờ là vừa đó. Hoa tiêu. Bớt chơi chữ đi Lân. Không có ai đây hết, đại ca ơi. Chị hai ơi, có biến. Có người giải lời người xuất hiện. Chị nhắn mấy ông cơ động lên đây ngay đi. Con ai sắp nguy rồi. Cô chủ ơi, anh Danh đã gần ra đến cổng rồi. Tốt lắm, kêu anh ta quay lại đây. Sao nãy muốn gì không nói luôn đi. Cô một vừa hai phải thôi chứ. Sorry, chuyện gấp. 11 giờ khuya rồi còn không cho con người ta về nhà nữa. Đang ngồi nghỉ chuẩn bị bước ra cái cổng thì bị người ta hốt lên xe chở lại đây. Cô có biết quãng đường tôi tới nhà cô nó gian nguy trắc trở cỡ nào không hả? Sai rồi. Anh có biết đường nào, nghe tới thôi là biết gian nguy trắc trở rồi không? Thôi làm ơn. Đường Tăng. Trời ơi, thôi mà. Nói chứ tôi cần liên lạc với anh sếp của anh. Thằng em tôi theo con ăn lên chỗ thằng Minh và thông báo về là có biến lớn. Biến lớn là biến gì? Có người giải lời nguyền xuất hiện. Chắc không vậy, giờ tôi không có tin cô được nữa. Sao cô không tự xử lý đi? Chẳng phải cô có cả một công ty toàn lính đánh thuê hả? Tôi thích tạo công ăn việc làm cho người nghèo như anh. Alo, anh Trịnh Anh, thằng Hoàng em của Quỳnh đuổi theo con An tới chỗ thằng Minh và phát hiện ra một người có thể giải lời nguyền ở trên đó. Trời, mày báo thì anh đã theo dấu con An lên tận chỗ thằng Tống luôn rồi. Ủa, vậy là anh đang ở chỗ đó luôn hả? Anh đến nơi từ nãy tới giờ rồi. Ê, vậy tốt quá. Tình hình bên đó sao rồi anh? Tình hình bế tắc lắm. Bà mẹ đuổi tới nơi thì mắc quá. Tính làm một phát xông ra mà quên mất mình bị nguyền. Mình có thể lột áo lâu, nhưng đây là đồng phục không được. Mà chờ nó khô rồi bóc, chắc tụi con an toàn luôn rồi. Chào quý khách. Quý khách có nhu cầu cần giấy vệ sinh và nước không ạ? À? Cái giọng này là... Ồ, thằng đa cấp hả? Cứu tinh của anh, cần chứ. Đây là trường hợp nguy cấp nên em xin phụ thu anh 120% cho đơn hàng này ạ. Trời ơi, ngó xuống mặt coi nè trời. Sao mình cứ nghe thấy tiếng thằng Hoàng nó ở đâu đây vậy ta? Mà thôi, dù là nó thì nó cũng đâu làm gì được đâu. Hiển! Đi! Bà nhìn vào mắt anh Tống trên 10 giây đi. Không là tôi bắn con Vi đó. Ông đừng quên, Vi đó cũng là bạn của ông nha. Đừng có đi quá xa như vậy. Bà đừng có nghe nó nói. Tụi bay đâu? Hả? Phát sau là vô mặt của nó đó. Bà chọn nhanh đi, về phe của tôi hay đứng nhìn con Vi chết. Thả con Vi ra trước đi. An, nói gì? Bạn mày mà có động tĩnh gì thì tụi tao cũng cho mày lên đường chung luôn. Đi nhanh. An, bà đừng nghe lời tụi nó. Đi đi Vi. Bye bạn. Anh tỉnh lại đi anh. Chết rồi Minh ơi. Mắt ông bị sao á? Nó trắng dại như hai cái trứng vịt luôn rồi. Dĩ nhiên là trắng rồi. Đó là mắt kính của người ta đó ông nội. Chết tiệt, con An sắp bị thôi miên rồi. Anh có đem súng hay vũ khí gì theo không? Súng nè. Mày nghĩ anh não tàn chạy tới đây mà không mang súng hả? Bên đó đông quá,
Anh có mấy viên đạn chưa? Muốn bao nhiêu cũng có hết. Anh giấu đạn ở đâu vậy? Ở nhà anh ý. Vừa mới nói não không tàn xong. Anh Tống, anh tỉnh lại nhìn vô mắt con An cái đi. Đừng có tưởng tôi không biết mấy người đang nhìn ai nha. Khai thật đi, mấy người thích tôi rồi phải không? Tôi không có nhìn ông. Anh Xí đã tới. Hy vọng là anh đã gọi được viện binh. Ê Lân, hình như năng lực giải lời nguyền của ông á không phải là giải vĩnh viễn lời nguyền, mà là vô hiệu hóa nó trong phạm vi chung quanh ông thôi, có đúng không? À, gọi anh sao? Phạm vi chung quanh ông là bao nhiêu? Xa lắm đó nhỏ. Mấy người đón coi. Có xa bằng khoảng cách giữa ông với người luôn viết đúng chính tả rồi. Xúc phạm. Mới gặp mà cà khịa người ta hoài à? Tao vậy rồi, đừng có lắc nữa. Đưa con ngang qua đây. Bước qua đó nhanh lên. Rồi. Đến. 8 7. Sẵn sàng. 6 Về phe anh chưa? 4 Tất cả dừng lại. Bỏ vũ khí xuống. Giơ tay lên. Tống Trần, anh đã bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý giết người. Phan Phan, nói vậy là em đâu có bị tội vì đâu đúng không? Tội gì chứ không phải tội vì. Mày bị bắt vì sai chính tả. Anh vừa bịa ra cái tội đó hả? Mày nghĩ dễ như vậy sao? Mày nghĩ tụi này sẽ không có chuẩn bị gì à? Minh, bịt ta lại lẹ. Ừ, tại sao? Cứ làm đi. Bác sĩ. Xin giới thiệu nút bịt tai nhựa DKSS, làm bằng chất liệu nhựa cách nhiệt cao cấp, chỉ số giảm tiếng ồn là -320 decibel. Sản phẩm được sản xuất tại Mỹ. Thơ quá, mọi người muốn súng tê liệt hết rồi. Chết cha, quên dặn phe mình bịt tai rồi. Ủa, bộ bác sĩ có siêu năng lực hả? Trời ơi, thì ông Tống có nguyên bộ sưu tập người có siêu năng lực mà. Bác ngầu quá sái bác sĩ ơi. Năng lực của bác là dùng âm thanh làm con người đau nhức tê liệt, gây ảo giác như trong phim đó hả bác? Thật ra năng lực của tôi là làm cho những người nghe thấy tiếng hét của tôi cảm thấy hôm nay là chủ nhật, nên không muốn làm gì cả. Năng lực này nghe lạ lắm mà nha. Giờ chỉ còn tôi, ông với thằng Lân. Động đậy là tôi bắn một phát bây giờ. Ê Lân, mày còn có người có siêu năng lực nào nữa không vậy? Tung ra luôn đi. Làm gì còn. Người có siêu năng lực mà mấy người làm như bó rau mua 5.000 bó mà chơi gì. Rau nào 5.000 bó? Chỗ tôi bán rau tươi hái từ ruộng ra có 3.000 bó hà. Ông cần bác sĩ không? Tôi bỏ mỗi sáng luôn cho. Trời, đọc khổ mình giỏi vậy. Sao bà ta mà nghe được hay vậy? Bà ăn đâu rồi? Mau chạy đi, tôi cầm chân được bọn nó rồi nè. Thôi, hôm nay chủ nhật mà. Lười quá à. Ai muốn làm gì làm đi. Trời đất ơi. Ông bác có siêu năng lực đâu. Năng lực của bác kéo dài đến khi nào vậy? Ừ. Tôi quên rồi. Lười nhớ lại lắm. Nay chủ nhật mà. Phải không vậy trời? Bị chính năng lực của mình quật hả? Chuyện gì vậy? Sao mọi người ai cũng nằm dài ra hết vậy? An, bà có sao không? Sao nó không thở nữa? Người nó lạnh ngắt rồi. Lười thở đó. Năng lực của tôi coi vậy chứ giết người được đó nha. Bỏ tay chấm cơm. Thở lại ngay cho bà chúa. Lười chẳng buồn thở. Ông chờ đó đi Minh. Tôi sẽ xử ông sao. Ê, đứng lại đó. Chưa trả lời câu hỏi của tôi thì đừng hòng đi đâu. Ông muốn hỏi cái gì ông Hoàng? Tại sao hồi đó ông lại... Tại sao hồi đó ông lại không mua bảo hiểm nhân thọ hả? Sao ông ra vô đĩa vậy ông Hoàng? Ôi, sao hồi nãy tự nhiên mình cảm thấy lười biếng quá ta. Năng lực của bác sĩ đã hết tác dụng rồi. Giờ ông đừng có hòng. Bên tôi cũng tỉnh rồi. Để coi mèo nào cắn miễu nào. Ai nói tụi tao không thoát được. Lên đi An. Anh cứ để đó cho em. Trong lúc tụi mày bận lười biếng và đe dọa lẫn nhau, thì tao đã thôi miên con An về phe tao rồi. Ủa Lân, chạy đi đâu vậy? Trả lại năng lực cho con An. Cảm ơn Lân, giờ chơi đến rồi. Không xong rồi, mở bắn con An đi. Tôi nguyện rủa toàn bộ cảnh sát ở đây biến thành trứng gà cho đến sáng mai. An, bà Nguyễn anh Tống nhanh lên, anh sắp tèo rồi nè. Kêu nó Nguyễn cái gì tốt tốt quá nha, tao lại mày đó. Em nguyền rủa anh Tống liên tục bị thương nặng và chỉ có ăn cứng nóng thì vết thương mới lành được thôi. Trời má, cái con quỷ này. Ôi, đừng có ngại anh Húc, vì mạng sống mà, có gì đâu mà tởm chứ. Cái miệng mày thì nói hay lắm, nhưng cái mặt của mày kỳ thị thấy rõ kìa kìa.
Bỗng nhiên tại hạ tình cờ sản xuất được một tí chất thải rắn 100k một cục, không biết có vị nào cần không ạ? Tình cờ bà nội cha mày, rõ ràng mày vừa vọt ra nhanh để bãi phá giá. Đại ca đừng nóng, em đã bỏ nó lên đĩa để trông nó sang trọng như một món ăn nhà hàng rồi nè. Thôi mày bớt khùi với nó đi, không phải cái gì bỏ lên dĩa cũng thành đồ ăn đâu. Vậy thì để em vô viên lại thêm sữa tươi với đường đen, y như là trà sữa trân châu. Đại ca hút cái rọt là hết rồi. Thôi tụi bay bớt tay giùm tao. Anh đang lẹ lẹ đi, em sẽ luôn bên anh mà. Nói hay lắm, vậy mà đứng tuốt ở bên đó. Ủa Hoàng à, ông làm gì người của tụi này vậy? Tôi giải trừ thuật thôi miên cho nó. Còn nữa, nó là người của tôi, không phải là người của bà. Ê Hoàng. Có cái mặt nó ngu ngốc chưa kìa. Mặt khổ đi như con heo vậy đó. Thái độ gì vậy hả? Tụi tao học chung lớp với mày là tụi tao đã phải hy sinh lắm rồi đó. Thiệt thòi cho các bạn quá. Mà các bạn tên gì vậy? Hỏi làm gì hả? Cô rất tiếc phải thông báo cho các em một chuyện. Sắp tới bạn Mạnh và bạn Phương sẽ không còn học chung với chúng ta nữa. Đây là quyết định cuối cùng của hiệu trưởng. Và vị hiệu trưởng đó cũng là chị của bạn Hoàng. Thôi các em vẫy tay chào tạm biệt hai bạn đi. Ê cái con bé kia, đứng lại. Dựa vào cái gì mà đuổi học con của chúng tôi hả? Nè cô ý cô giàu hả? Tài sản nhà cô bằng công ty nhà tụi tôi hôm mà bày đặt bắt nạt con tôi. Công ty nhà cô chú tên gì? Ở đây làm gì hả? 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 Tôi xin trân trọng thông báo, tôi đã bán công ty của chúng ta. Từ hôm nay, giám đốc mới của mọi người sẽ là Lê Thanh Quỳnh. Bộ mấy người tưởng có tiền thì muốn làm gì thì làm hả? Tôi không đồng ý. Tôi sẽ để bác làm phó giám đốc. Tôi đồng ý. Cuộc sống chính là như vậy. Chuyện gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Mọi người hoặc là ghét tiền của chúng tôi, hoặc là yêu tiền của chúng tôi. Không có chuyện gì nằm ngoài quy luật này. Tất cả đều chỉ vì một chữ tiền mà thôi. Sao nó bắt có một đứa mà thành ba đứa rồi? Kệ đi. Đừng lo, nhà mình sẽ trả tiền chuộc tụi mình về. Thôi đi, nhà cậu làm gì đủ tiền mà chuộc cả ba chứ. Thằng mập, đi với tao. Sao bạn lại đỡ với mình? Tụi mình thậm chí còn không thân. Cậu ấy đúng là một người tánh thiện. Cậu ấy không vì đồng tiền mà cứu mình. Ai muốn cứu cậu chứ? Còn An nó hại mình. Mình đã tìm được người không vì đồng tiền mà đến với mình rồi. Mình phải gặp lại cậu ấy để cảm ơn và kết bạn mới được. Nhưng trước đó mình phải trở nên mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn để báo đáp cậu ấy. Ok, giờ đi tìm lại ân nhân thôi. Mất rồi, mất dấu nó rồi. What? Lúc chị tìm hiểu lại về sự việc ngày hôm ấy thì không hiểu sao cứ bị cản trở hoài, nên là giờ mất dấu thằng bé luôn rồi. Chắc là đụng phải nhà nào gia thế lớn rồi. Mọi thông tin về ngày hôm đó đều biến mất, ngay cả tụi bắt cóc cũng mất tiêu luôn. Thôi em cố gắng đợi đi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Có lẽ cả đời này mình sẽ không gặp lại được ai như vậy nữa. Có lẽ mình chỉ có thể có những mối quan hệ xoay quanh đồng tiền mà thôi. Mình không hợp với một mối quan hệ thật sự, sẽ không có ai thích mình thật lòng cả. Có chuyện này tôi muốn hỏi ông lâu rồi, mà giờ mới có thời gian. Sao ông cứ gặp tôi là quỳ lại vậy? Chị, có người quỳ lại em á. Chị nhìn mặt em có giống bậc thánh hiền nào không? Giống. Trừ khuôn mặt thân hình với tính tình ra thì chỗ nào cũng giống. Mình là mình nhớ đến cậu bạn đó. Anh Tống đã nói tôi đừng thích ông nữa, cho nên từ giờ tôi sẽ không thích ông nữa. Có người thích mình thật á? Thằng Minh và con An bị bắt cóc chung với thằng Hoàng. Sau đó thằng Minh còn vì thằng Hoàng mà trúng một nhát dao xém lìa đời. Rồi
Thằng Minh là cậu bé hồi xưa hả? Như vậy mình tìm được cậu ấy rồi sao? Lần này nhất định sẽ không để mất dấu nữa. Nên lần này bà đừng hòng mà đem nó đi. Tao không muốn ăn cơm. Thì ông ta không muốn cũng phải ăn. Hấp dẫn đó. Chuyện nãy giờ ông kể vẽ thành truyện tranh luôn được đó. Nói thiệt, tôi cũng muốn thả mấy ông ra lắm, nhưng mà thằng Minh đã biết khá nhiều về anh Tống, cho nên tôi không có xin xỏ. Đây là một cuộc trao đổi có điều kiện. Ồ, vậy có nghĩa là ông có thứ để trao đổi với tôi đúng không? Dĩ nhiên, một thứ mà bà không ngờ tới đâu. Đau đầu quá. Sao đau vậy? Mình không thở được. Khó thở quá. Ủa, em dậy rồi hả? Không dậy chắc tiêu rồi đó bà nội. Ủa, mà đây là đâu vậy? Sao em biết? Biết gì hả? Biết đây là đâu. Ủa, em đâu có biết à? Em vừa mới nói đó thôi. Em nói đây là đâu mà. Ủa, sao cái chuyện này có nhiều người thích chơi chữ vậy? Em đau ở đâu hả? Sắc mặt em kém quá. Dạ, đằng sau gáy của em đau quá. Tối qua thằng Hoàng nó dùng gậy đập em từ đằng sau đó. Để giải thuật thôi miên của Tống thì phải đánh nạn nhân bất tỉnh mới được. Chỉ có cái này, em chườm lên cổ là bình thường lại ngay. Em cảm ơn chị. Bộ chị nghĩ em là mấy gấp thú bỏ tiền vào là hoạt động ngay được hả? Xin lỗi chị nhầm. Đó là đồ kê laptop tản nhiệt của chị. Đây mới là túi chùm thuốc nè em. Dạ. Tụi chị cứu được em với con Vi, nhưng con An đã ở lại với phe Tống Trần. Em đừng buồn, đó không hoàn toàn là lỗi của em đâu. Chỉ có chừng 99% là lỗi của em thôi. Nếu chị không biết an ủi thì có thể không nói gì cũng được mà. Xin lỗi em, thật ra chị không biết cách an ủi người khác. Nhớ hồi đó chị an ủi thằng Hoàng. Sao em buồn vậy? Bị điểm kém hả? Dạ. Đừng buồn, nếu mà ngu thì hãy thông minh lắm. Vậy là từ đó về sau, nó bảo chị chỉ cần cho tiền là nó thấy an ủi rồi, không cần nói gì cả. Nó nói đúng đó chị. Ủa mà con Vi, em nhớ nó quay lại rồi mà. Sao nó vẫn thoát được? Con An thả, nó bảo không cần giữ con Vi làm gì. Con Vi, nó thế nào rồi ạ? Nó có nhờ chị chuyển lời cho em. Clip nó chửi em đầy hai cái thẻ nhớ rồi nè, để chị mở cho con. Thôi vậy thôi, em cảm ơn chị. Cô chủ, Mai đã tới rồi à? Cảm ơn chú. Chị sẽ phải kiểm tra xem em còn bị tống thôi miên không. Dạ ok ạ. À, máy này chị mới mua đó. Công dụng của nó là chặt đứt mọi tư tưởng dối trá. Có mà chặt đứt đầu luôn đó. Chị rảnh tiền lắm rồi đúng không? Tại thế em căng thẳng quá nên chị giỡn cho vui đó. Hi hi. Chị đừng có nghĩ thêm hai từ hi hi thì sẽ vui. Máy này sẽ đo phản ứng của cơ thể em khi trả lời câu hỏi. Nếu cơ thể em có phản ứng khác thường khi nói dối thì cái kim này sẽ chạy nguệch ngoạc ngay. Ok, chị hỏi em một câu cơ bản để kiểm tra đã nhé. Dạ. Em nghĩ có bao giờ chị nghèo được không? Dạ không. Sai rồi, em nói dối. Ủa, là chị tự lừa dối bản thân thì có. Cô chủ đừng lo lắng, người ta vẫn nói không ai vào ba họ kia mà, sẽ có ngày cô nghèo thôi. Cảm ơn chú. Ủa, cái nhà này an ủi mình vô tác vào mặt nhau vậy? Thôi, mình kiểm tra thật nhé. Câu đầu tiên này, em tên gì? Lưu Dương Minh. Nghe lạ quá, mỗi khi thằng Hoàng gọi em là khách hàng năm 20. Trời ơi, trong tim của Crush mà còn không có nổi cái tên của mình nữa. Rồi, nếu Tống Trần yêu cầu, em có làm theo lời hắn không? Không. Ok, đây là sự thật. Vậy hiện giờ em còn thích thằng Hoàng không? Không. Ok. Không sao đâu, em không cần nói dối vấn đề này. Đối với chị thì em là người một nhà. Ủa, tại sao lại thế ạ? Tại vì chị là người nhiều nhà. Chắc chị hợp với thằng Lân á. Thằng Lân nó cũng chơi chữ giống chị đó. Nói chứ, đây là lần đầu tiên Hoàng nó mượn lính của chị đi cứu người khác. Nên chắc đối với nó, em là người khá quan trọng. Nói thế chứ, chuyện riêng của nó chị không xen vào. Mình tiếp tục nha. Dạ. Em có sẵn sàng ở cạnh thằng Hoàng lúc giàu cũng như lúc nghèo nàn, lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau bệnh tật? Ủa chị ơi, câu hỏi này đi xa trọng tâm quá đi.
Ok, kiểm tra thấy đủ rồi. Hầu hết câu trả lời là sự thật. Dạ. Mà Hoàng đâu ạ? Em nhớ hôm qua thằng Hoàng nó cũng ở chỗ con An mà. Thì hôm qua tình hình khá là nguy cấp. Lính cơ động bị biến thành nguyên đống trứng, chỉ còn lại toàn đàn em của Tống. Em lại là người giữ nhiều thông tin của băng Tống, nên khi Hoàng muốn mang mấy đứa đi, nó đã trao đổi con tin với con An. Cái gì? Khoan đã Minh. Xin lỗi. Bạn gì ơi, bạn chạy đi đâu mà nhanh dữ vậy? Chạy thẳng vào tim mình rồi nè. Minh à, thằng Hoàng nó không bị bắt làm con tin đâu. Hôm nay cho em không đi học, chị xin cho em với thằng Minh nghỉ luôn nha chị. Ô, đã có chuyện gì đâu mà đem cái đó ra làm cái gì vậy? Thank you.